Đồ đệ xuống núi, vô địch thiên hạ, Diệp Bắc Minh. Tập 111. Hít, 9 người còn lại hít vào một hơi khí lạnh, sắc mặt từng người vô cùng trắng bệch. Chạy mau, đi, tên nhóc này có vấn đề. Đệt, hắn là nhập đạo cảnh hậu kỳ. Sức chiến đấu của hắn ít nhất phải trên 20 vạn, mau chạy đi. 9 người sợ đến mức hồn phi phách tán. Xoay người bỏ chạy về bậc thang phía trên. Diệp Bắc Minh phát ra nụ cười như thần chết, chạy cái gì? Không phải đến truy sát tao sao? Anh bước lên đuổi theo. Nổ, 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 ba bóng người nổ tung tại chỗ. Vũ Văn Phong và Vũ Sung Tiêu ở phía sau vô cùng sửng sốt. Cũng quá kinh khủng rồi. Trên quảng trường cuối thang trời, Sở Nguyên Bá trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm vào tất cả những điều này. Đệt, 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 tên nhóc này, hắn giấu sâu quá, sức chiến đấu trên 20 vạn. Đệt, hắn lại có sức chiến đấu trên 20 vạn. Phút, anh ta đột ngột quay đầu. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Vương Quỳnh ở bên cạnh, Vương Quỳnh. Rốt cuộc đây là chuyện gì? Tên nhóc này thật sự đến từ tinh vực Man Hoàng ư? Sao hắn có thể có sức chiến đấu 20 vạn? Vương Quỳnh cũng sợ ngây người. Tôi không biết, soạt, Sở Nguyên Bá quay đầu lại, chằm chằm nhìn Sở Y Thủy và hướng Lily, các người rốt cuộc biết cái gì? Đừng hòng lừa tôi biết các người vẫn luôn âm thầm giúp đỡ tên nhóc này, nhưng ông đây không quan tâm, tôi chỉ muốn hắn chết. Bây giờ nói cho tôi biết, hắn rốt cuộc là ai? Không chỉ Sở Nguyên Bá, các đại biểu các thế lực lớn của 72 đảo cũng phát hiện ra Diệp Bắc Minh. Ánh mắt lần lượt nhìn về một trong mấy trăm màn hình nhỏ. Còn có kẻ lọt lưới. Tên nhóc này từ đâu tới vậy? Dễ dàng diệt sát sức chiến đấu 17-18 vạn như vậy, sức chiến đấu thực sự nhất định phải trên 20 vạn. Chẳng lẽ hắn chính là thể chất hỗn độn? Chiếu tình hình thực tế của hắn ra, một lão giả áo trắng trầm giọng mở miệng. Vù, hình ảnh ở trung tâm nhất của quảng trường biến đổi, một thanh niên đang di chuyển cực nhanh trên thang trời. Chính là Diệp Bắc Minh, nhưng Diệp Bắc Minh không hề biết, mình đang bị tất cả mọi người của 72 đảo thiên giai theo dõi. Tiếp tục tiến về phía trước, khi anh vừa bước tới bậc thang, một cỗ áp lực đột nhiên ập đến, nặng hơn gấp 30 lần. Tốc độ và lực chiến đấu của các võ giả đang leo lên các bậc thang ở phía trước đã giảm đi đáng kể. Diệp Bắc Minh bước từng bước, không ai dám ngăn cản. Con mẹ nó, nào có ai dám? Thằng nhóc này giết hơn chục người có sức chiến đấu 17, 18 vạn đấy, không ai muốn lấy mạng mình ra đặt cược cả. Vì vậy, một đường này của Diệp Bắc Minh vô cùng suôn sẻ. Vũ Văn Phong và Vũ Sung Tiêu hai người theo sau cũng được ăn hời, sức chiến đấu của họ khoảng 1,5 vạn mà thôi, vậy mà có thể leo lên 2 vạn bậc thang trong một lần. Lại còn vẫn tiếp tục đi lên. Mẹ nó, hai tên phế vật kia vậy mà lại đi theo chúng ta, có người phẫn nộ nói. Giết hai tên đó đi. Một người đàn ông nheo mắt, sát ý dần dâng trào. Võ giả xung quanh đều bị dọa giật mình, theo bản năng lùi lại phía sau, muốn giết thì tự mình ra tay, đừng kéo theo bọn tôi. Đúng vậy. Chẳng may Diệp Bắc Minh bảo vệ bọn họ, chúng ta vẫn chưa muốn chết đâu. Người thanh niên vừa nói vừa nuốt nước miếng. Hắn ta hung hãn liếc nhìn Vũ Văn Phong và Vũ Sung Tiêu một cái, thôi vậy, không động nổi. Diệp Bắc Minh tiếp tục tiến về phía trước, đã đến bậc thang thứ 3 vạn, áp lực lại tăng vọt, gấp 50 lần lúc trước. Hự, Vũ Văn Phong cảm thấy khí huyết trào ngược, đầu gối khuỵ xuống suýt chút thì ngã xuống đất. Hắn ta nhanh chóng lấy ra một viên đan dược nuốt xuống. Huyết quang trên người biến mất trong nháy mắt, sau đó mới ổn định lại. Anh sao rồi? Sắc mặt Vũ Sung Tiêu đỏ bừng, thân thể khẽ run. Vũ Văn Phong trợn to hai mắt, kinh ngạc hỏi, cô là phụ nữ. Lúc này, Vũ Sung Tiêu đã cởi bỏ hạn chế của khôi giáp, thân hình uyển chuyển mềm mại hoàn toàn lộ ra ngoài. Đến lúc này rồi, còn quan tâm chuyện giới tính làm gì? Vũ Văn Phong nghiến răng nói, mau đuổi theo anh Diệp, tốc độ của anh ấy càng ngày càng nhanh hơn. Chúng ta đừng để bị tụt lại phía sau, nếu không sẽ thật sự bị giết trong phút mốt đấy. Được, Vũ Văn Phong hít sâu một hơi, nuốt thêm một viên đan dược, hướng về phía Diệp Bắc Minh đã vượt quá cấp 200 mà đuổi theo. Đồng thời lúc đó, 15 người ở đội đầu tiên đã tới bậc thang thứ 5 vạn. 10 vạn thiên giai, nọ đã leo được một nửa. Lúc này, trước bậc thang 5 vạn, tốc độ của 15 người không khác biệt, gần như đứng cùng trên một bậc thang. Bậc thang thứ 4 vạn có mức áp lực là 100 lần. Cấp 5 vạn sẽ là bao nhiêu? Không một ai biết, Tô Cuồng, Võ Kình Thiên, Phục Bát Hoang, Vạn Nhân Địch, Hạ Cửu U 5 người này, tốc độ cũng không hề chậm lại, vẫn tiếp tục hướng về bậc thang thứ 6 vạn. Quách Đông, Đường Bằng Phi, Lư Tinh Vân 3 người hơi do dự, bước lên bậc thang 5 vạn. Thân hình họ run rẩy,
tốc độ cũng chậm hơn rất nhiều. Từ Phác, Miêu Phi Phi, Bạch Lộng Nguyệt cũng nghiến răng lao đến bậc thang thứ 5 vạn. Chỉ có Trương Nhất Kiếm, Tư Lầu Đệ Nhất, Triệu An Nhiên, Viên Lục bốn người này là dừng lại. Không hề nói lời nào, ngồi khoanh chân trên bậc thang, nơi tận cùng của quảng trường, Sở Y Thủy nhìn chằm chằm vào màn hình lớn, bốn người này Viên Lục coi như một người, người còn lại sẽ là ai? Trên quảng trường Thiên Giai, thân thể Nghê Hoàng không ngừng run rẩy, cô ta cũng căng thẳng nhìn chằm chằm vào Diệp Bắc Minh trên màn hình. Cấp, 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 tốc độ của Diệp Bắc Minh không nhanh không chậm, vô cùng ổn định. Khi ở cấp độ, hai võ giả có sức chiến đấu 19 vạn đã hợp lực đánh lén Diệp Bắc Minh. Nhưng sau khi bị Diệp Bắc Minh giết chết, 2.000 bậc thang cuối cùng căn bản không có ai dám động đến anh nữa. Sư phụ, anh ta đã tiến vào top 100 rồi. Trước anh ta, đã không còn ai khác nữa, thân thể mảnh khảnh của Lục Linh Nhi khẽ động. Trong lòng sớm đã bị Diệp Bắc Minh cảm phục, Thiên Cơ lão nhân gật đầu, dựa vào tình hình hiện tại, cậu ta có cơ hội tiến vào top 10. Top 10, đôi mắt đẹp của Lục Linh Nhi co lại, có chút hoang mang. Nếu như Diệp Bắc Minh thật sự lọt vào top 10, vậy thì bản thân và anh còn có cơ hội nào không? Thiên giai, cấp độ, đột nhiên, hắn ta tới rồi, Viên Lục mở mắt, khóe miệng nhếch lên nụ cười tàn nhẫn lạnh lùng. Nói xong, Trương Nhất Kiếm, Tư Lầu Đệ Nhất và Triệu An Nhiên cùng Viên Lục bốn người chậm rãi đứng dậy. Bốn người, nơi tận cùng của quảng trường Thiên Giai, Sở Y Thủy kinh hãi hét lên, gầm giọng với Sở Nguyên Bá anh. Vậy mà không phải là hai người, anh tìm đến bốn người có sức chiến đấu hơn 20 vạn. Vương Quỳnh và Hướng Ly Ly cũng sững sờ. Họ nhìn Diệp Bắc Minh trên màn hình một cách đáng thương. Bốn người với sức chiến đấu trên 20 vạn cùng hợp lực, Diệp Bắc Minh chắc chắn phải chết. Ha ha ha, Sở Nguyên Bá cười, Sở Y Thủy, cô nói gì cơ? Sao tôi nghe không hiểu nhỉ? Anh, Sở Y Thủy nghiến răng phẫn nộ, thằng danh, thì ra thực lực của mày cũng không yếu nhỉ? Chẳng trách lại dám nói chuyện bổn công tử như vậy, nói cho cùng thì mày vẫn còn non và xanh lắm, Sở Nguyên Bá cười lạnh nói. Thực lực quả thực không tồi, giết đám người có sức chiến đấu mười mấy vạn cũng không có tính thách đấu, giết bọn tao thử xem. Các người có muốn lọt top 10 không? Còn không nhanh tốc chiến tốc thắng, giết hắn rồi tiếp tục leo lên Thiên Giai. Trương Nhất Kiếm, Tư Lầu Đệ Nhất, Triệu An Nhiên ba người đều mang theo nụ cười mỉa mai. Diệp Bắc Minh thở dài lắc đầu. Anh Diệp xong đời rồi, Vũ Văn Phong nói với vẻ mặt buồn bã. Khuôn mặt xinh đẹp của Vũ Sung Tiêu đứng bên cạnh cũng tràn đầy tuyệt vọng, cố nặn ra một nụ cười, có thể đến được đây, cũng đã là số mệnh của chúng ta rồi. Tôi cũng hài lòng, thấy Diệp Bắc Minh thở dài. Nụ cười của Viên Lục càng thêm mỉa mai, thằng danh, thở dài cái gì? Không phải lúc ở cổng thành Thiên Giai, mày lợi hại lắm sao? Sao nào, bây giờ mới thở dài á? Quá muộn rồi, Diệp Bắc Minh lắc đầu, tao thở dài vì tao không hiểu, tại sao lại có nhiều người muốn tự tìm cái chết đến vậy? Lẽ nào trên mặt tao có viết ba chữ, dễ bắt nạt, à? Viên Lục cười thâm sâu, bởi vì ông đây nhìn mày là thấy ngứa mắt. Tao thấy ngứa mắt, nên mày phải chết. Hiểu không, hiểu rồi, Diệp Bắc Minh gật đầu, nếu đã hiểu rồi, vậy thì lên đường thôi, Viên Lục nhếch mép nói, hắn bước lên một bước cực bá đạo, dùng lòng bàn chân hung hãn dẫm lên đầu Diệp Bắc Minh, nghe nói mày thích dùng chân dẫm người khác. Hôm nay tao sẽ cho mày nếm thử cái cảm giác đó là như thế nào. Thằng danh, quỳ xuống cho ông, không kiêng nể gì ai, kiêu ngạo đến cùng cực, không gian quanh cú dẫm này bỗng nổ tung, toàn bộ Thiên Giai khẽ rung lên. Rầm rầm, âm thanh kinh hoàng vang lên, giống như muốn hủy diệt tất cả lao về phía Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh đứng tại chỗ, không chút vội vã. Xong rồi, anh Diệp bị dọa thành kẻ ngốc, Viên Lục không hổ là yêu nghiệt bảng Thiên Giai 863. Uy lực của cú đá này đủ để hủy diệt cả một ngọn núi. Anh Diệp, hai, thật đáng tiếc, chọc phải ai không chọc, lại động đến Viên Lục. Ở bên dưới, tất cả mọi người ở quảng trường Thiên Giai đều lắc đầu thở dài. Anh Diệp. Đôi mắt đẹp của Nghê Hoàng đỏ hoe, kiên trì, Lục Linh Nhi nghiến răng, nắm chặt nắm đấm. Phía trên, tại nơi tận cùng của quảng trường Thiên Giai. Trái tim của Sở Y Thủy như nhảy lên tận cổ họng, tay nhỏ nắm chặt góc áo. Ánh mắt Hướng Ly Ly bên cạnh cũng ngưng trọng, sao anh ta không tránh đi? Nếu tránh đi thì ít nhất sẽ không chết mà chỉ bị thương nặng thôi. Khi đại diện của 72 đảo thấy vậy, khuôn mặt vốn dĩ nghiêm túc của họ hiện lên vẻ thất vọng. Lão Mạc lắc đầu. Cắt qua hình ảnh của Tô Cuồng, Võ Kình Thiên bọn họ đi. Diệp Bắc Minh này thật vô dụng. Đúng vậy, cậu ta có lẽ không phải là thể hỗn độn. Nếu là thể hỗn độn,
sao lại có thể đứng chờ chết tại chỗ như vậy? Cậu ta bị Viên Lục dọa cho ngây ngốc rồi, ngay cả dũng khí đánh trả cũng không có. Võ giả một khi mất đi dũng khí, thì chính là phế vật. Thôi vậy, không xem Diệp Bắc Minh nữa, lãng phí tài nguyên. Vô số người lắc đầu, từ sự phấn khích ban đầu, đến bây giờ hoàn toàn là tuyệt vọng. Hình ảnh Diệp Bắc Minh biến mất trên màn hình, thay vào đó là hình ảnh Tô Cuồng, Võ Kình Thiên và những người khác đang nhanh chóng leo lên thiên giai. Audio điện tử Võ Tấn Bền còn về Diệp Bắc Minh, đã là một người chết, không ai thèm quan tâm nữa. Cũng chính vào nháy mắt hình bị thay đổi, Diệp Bắc Minh đang đứng bất động đột nhiên di chuyển. Không hề báo trước, anh giơ tay lên và tung ra một quyền. Dầm, một quyền với sức mạnh bùng nổ. Không gian xung quanh như bị bóp méo, đôi chân của Viên Lục nổ tung, cả người bay ngược về phía sau. Phút, Diệp Bắc Minh đuổi ngay phía sau, tóm lấy cổ Viên Lục, hung hãn đập hắn ta xuống đất. Bịch, âm thanh nặng nề vang lên. Mày rất thích giẫm đạp lên người khác à? Dày hồi lực đạp mạnh xuống. Rắc, 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 âm thanh xương gãy không ngừng vang lên cùng với tiếng hét thảm thiết của Viên Lục. A, à, chân của tôi. Đan điền của tôi, tay, đừng, vai của tôi. Diệp Bắc Minh giống như phát điên, đạp mười mấy cước lên người Viên Lục trong một hơi thở. Viên Lục, biến mất rồi, hắn ta biến thành một đống thịt nát, dính chặt vào thiên giai. Hừ, 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 thân thể ba người Trương Nhất Kiếm, Tư Lầu Đệ Nhất, Triệu An Nhiên không ngừng run rẩy. Diệp Bắc Minh chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt như thần chết nhìn vào ba người, tôi và các người không thù không oán, tại sao lại giúp người khác giết tôi? Tôi không hiểu, thật sự không hiểu. Các người chính là thiên tài trong thiên tài rồi. Tại sao vậy? Soạt, anh tiến lên phía trước một bước, đột nhiên lao về phía ba người. Sau lưng anh, càng là sát khí ngập trời. Cùng ra tay đi, thằng nhãi này quá khủng bố. Nhanh, nhanh lên, Trương Nhất Kiếm gầm lên, hoàn toàn mất bình tĩnh, âm thanh có chút run rẩy. Tư Lầu Đệ Nhất cùng Triệu An Nhiên lúc này mới phản ứng lại, vừa muốn ra tay. Diệp Bắc Minh đã xuất hiện trước mặt ba người, thủy tổ ma đao điên cuồng chém xuống. Phụt. Trương Nhất Kiếm còn chưa kịp giơ kiếm lên thì đã bị thủy tổ ma đao chém đứt một cánh tay. Đao thứ hai điên cuồng hạ xuống. Thân thể Trương Nhất Kiếm chia làm đôi, nổ tung tại chỗ. Tư Lầu Đệ Nhất và Triệu An Nhiên bị dọa đến mức hai chân mềm nhũn. Con mẹ nó, còn là người không? Bọn họ đều là những người có sức chiến đấu trên 20 vạn đấy. Vậy mà lại bị người ta coi thành lợn mà giết. Anh Diệp, chúng tôi, Tư Lầu Đệ Nhất vừa mở miệng muốn giải thích. Diệp Bắc Minh trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt hắn ta, không nói một lời. Ánh mắt lạnh buốt, thủy tổ ma đao trong tay hung hãn quét qua. Tư Lầu Đệ Nhất nhanh chóng giơ tay đỡ lấy, sử dụng hơn chục linh khí trong một hơi thở, nhưng căn bản không thể ngăn cản được sự công kích của Diệp Bắc Minh. Với một tiếng hét không cam tâm, hắn ta cũng hóa thành xương máu. Triệu An Nhiên sợ hãi đến mức thân thể mảnh rẻ không ngừng run rẩy, lập tức bày ra vẻ mặt đáng thương, anh Diệp. Người ta biết sai rồi, anh tha thứ. Phụt, thủy tổ ma đao quét qua, đầu Triệu An Nhiên nổ tung tại chỗ. Thân thể xinh đẹp trực tiếp đổ xuống. Diệp Bắc Minh giơ chân giẫm lên ngực Triệu An Nhiên. Cô ta cho đến lúc chết vẫn không thể tin được, thiên hạ đệ nhất mỹ nhân như cô ta. Cứ như vậy mà chết. Trên quảng trường thiên giai, hàng trăm triệu người kinh hãi theo dõi cảnh tượng này. Hung tàn, thật con mẹ nó tàn nhẫn quá đi. Loại giết chóc này, không có chút mỹ cảm nào, đơn thuần là bạo lực. Nhưng đúng là con mẹ nó sướng con mắt, vô số người kích động không thôi. Trái tim nhỏ bé của Nghê Hoàng như nhảy ra khỏi lồng ngực, cô ta thật muốn điên lên, anh Diệp, anh rốt cuộc còn che giấu bao nhiêu thực lực nữa. A, à, Lục Linh Nhi không ngừng hét lên kinh ngạc, thân thể mảnh khảnh điên cuồng run rẩy. Đôi chân xinh đẹp như bị điện giật, không khỏi lảo đảo, đứng không vững. Thiên Cơ lão nhân ở một bên giật mình, đôi mắt già nua cũng điên cuồng co lại. Lôi Viêm hôn mê vừa mới tỉnh lại, đúng lúc nhìn thấy một màn này, hô hấp không thông, trời ơi! Đồ đệ, rốt cuộc đã trêu phải sự tồn tại gì vậy? Hừ, đồ đệ gì chứ, nó không phải đồ đệ của mình. Lôi Viêm kinh hãi đến toàn thân đông cứng lại, ông ta lo sợ nhìn Thiên Cơ lão nhân bên cạnh, Thiên Cơ huynh. Nếu như có cơ hội gặp anh Diệp, xin hãy nói với cậu ta rằng, những lời Lôi Viêm tôi uy hiếp cậu ta lúc nãy đều là đánh giấm. Sau này tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cậu ta nữa, tôi sẽ đi ngay bây giờ, vĩnh viễn không xuất hiện. Bỏ lại một câu đó, Lôi Viêm giống như điên lao ra khỏi quảng trường thiên giai và biến mất. Có thể dọa Lôi Viêm trực tiếp bỏ chạy như vậy, có thể thấy khí tàn sát của Diệp Bắc Minh làm người ta kinh động như thế nào. Điểm cuối của thiên giai, quảng trường trung tâm của 72 đảo.
10 năm phút trôi qua, khuôn mặt xinh đẹp của Sở Y Thủy có chút tái nhợt, nước mắt rưng rưng, 10 năm phút rồi, anh Diệp anh ấy. E rằng đã chết rồi. Hướng Ly Ly bước tới vỗ nhẹ lên vai Sở Y Thủy, cô đã cố gắng hết sức rồi. Dù gì, với thực lực đó của anh ta căn bản không thể là đối thủ của bốn người Viên Lục được. Anh ta tự mình lựa chọn lên thiên giai, không kịp quay lại, đây chính là số mệnh của anh ta. Nhưng, anh ấy đã cứu tôi một lần, tôi lại không thể cứu anh ấy, Sở Y Thủy tự trách mình. Sở Nguyên Bá ngồi trên ghế, tay cầm ly trà, tùy ý nói một câu, ha ha, ha ha ha. Đấu với tao, lại còn muốn lên thiên giai đảo. Người điên nói mơ, công tử Huy Phong, đám lão giả bên cạnh giơ ngón tay cái lên. Trên màn hình lớn, Tô Cuồng và Võ Kình Thiên, Hạ Cửu U ba người đồng cấp, đều ở vị trí đầu tiên. Đường Bằng Phi thứ hai, Phục Bát Hoang thứ ba, Vạn Nhân Địch thứ tư, Lão Mạc, đám nhân tài này đều là những hạt giống tốt. Nhất định có thể nằm trong bảng xếp hạng 500 của thiên giai, lão giả mặt đỏ đứng bên cạnh vẻ mặt hài lòng cười nói. Lão Mạc nhàn nhạt gật đầu, lão phu muốn Tô Cuồng, Võ Kình Thiên, Hạ Cửu U ba người này. Vừa hay tôi thiếu ba đệ tử quan môn, lão giả mặt đỏ tức giận mắng, con mẹ nó. 100 năm trước ông đã thu nhận ba đệ tử quan môn, 200 năm trước cũng vậy. Cửa này của nhà ông đóng từ thiên giai đảo đến bên ngoài vũ trụ à. Điên cuồng chửi bới, ha ha, lão Mạc cười cười, thì ông để tôi lại đóng cửa một lần nữa đi. Không được, lão giả mặt đỏ lắc đầu, cho dù tôi có đồng ý, bọn họ cũng không đồng ý đâu. Lão Mạc quay đầu, chỉ thấy một đám lão giả khác, tất cả đều trừng mắt nhìn ông ta với vẻ mặt bất mãn, Mạc lão đầu, chúng tôi không đồng ý. Mẹ nó, nhân tài đều bị ông thu hết, chúng tôi ăn cái gì? Đường Bằng Phi, Phục Bát Hoang, Vạn Nhân Địch mấy người này cũng không tồi. Còn có Lư Tinh Vân phía sau, ông nghĩ mà xem, Từ Phác, Miêu Phi Phi, Bạch Lộng Nguyệt đều là đại mỹ nhân. Các người không muốn nhận mấy đệ tử xinh đẹp sao? Đám lão giả cũng thảo luận không ngừng, từ tình hình trước mắt mà nói, top 10 đã được định. Bọn họ đã chia sẵn nhận ai làm đệ tử rồi. Xem người xếp hạng thứ 11 nào, các người có thể chọn những người phía sau mà, lão Mạc cười vui vẻ nói. Hình ảnh màn hình lớn thay đổi. Số 11, Quách Đông. Mồ hôi đầm đìa, vừa mới bò lên bậc thang cấp độ. So với vị trí thứ 10 chênh lệch hơn 1.000 cấp, thiên phú khá bình thường. Ở góc của màn hình, ba bóng người xuất hiện, đám người đều choáng váng. Còn ai lên nữa, là ai, không rõ nữa, xa quá, nhìn hơi mơ hồ. Có lẽ là ba người Viên Lục, giết xong Diệp Bắc Minh rồi nên đi theo sau. Bọn họ không phải có bốn người sao? Sao giờ chỉ còn ba vậy? Nhanh xem đi, có người nói. Màn hình phóng to, bóng dáng ba người xuất hiện trên màn hình lớn. Người thanh niên phía trước chắp hai tay sau lưng, giống như đi bộ từng bước bò lên. Vào khoảnh khắc thấy người thanh niên, toàn bộ quảng trường của 72 đảo gần như bùng nổ. Ôi, vãi xít, lão Mạc, lão giả mặt đỏ, Sở Nguyên Bá, Vương Quỳnh, Sở Y Thủy, Hướng Ly Ly và những người khác đồng loạt đứng lên. Kinh hãi nhìn về phía màn hình lớn. Ai nấy đều kinh hãi há hốc mồm, trong mắt gần như nổ tung. Người thanh niên trong màn hình chính là Diệp Bắc Minh, người đáng lẽ ra sớm đã bị Viên Lục giết chết. Lão Mạc hét to, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhanh phát lại, một giây sau, hình ảnh trên màn hình được phát lại, chính là lúc Diệp Bắc Minh hành hạ Viên Lục đến chết. Hành hạ không chút thương tiếc, bốn người có sức chiến đấu trên 20 vạn, vậy mà không thể ngăn cản được một mình Diệp Bắc Minh. Lão Mạc, lão giả mặt đỏ. Còn có đại diện của hàng nghìn thế lực đều kinh ngạc. Toàn bộ quảng trường sôi sục trong nháy mắt. Không thể nào, Sở Nguyên Bá gầm lên, âm thanh vang vọng trên quảng trường trung tâm, hai mắt gần như nhỏ ra máu. Hắn ta nhìn chằm chằm vào màn hình, đồng tử điên cuồng co giãn. Chuyện gì vậy, Vương Quỳnh cũng ngây ra. Sở Y Thủy và Hướng Ly Ly nhìn nhau, đều thấy được sự chấn động từ ánh mắt của đối phương. Y Thủy, thằng nhóc này thật sự, làm người ta kinh ngạc. Hướng Ly Ly há hốc miệng. Hình ảnh thay đổi, nhanh xem, Diệp Bắc Minh này vượt qua Quách Đông rồi, nằm ở vị trí thứ 11. Mọi người nhìn lên màn hình, Diệp Bắc Minh đã đuổi kịp Quách Đông, không chút do dự mà vượt qua hắn ta. Quách Đông nhìn sâu vào Diệp Bắc Minh, không hề ra tay. Là không dám, lão Mạc, ông nói xem thằng nhóc này có thể lọt top 10 không, lão giả mặt đỏ nhìn chăm chú vào màn hình, giọng nói chút hưng phấn. Ông ta khẳng định, Diệp Bắc Minh nhất định có thể tiến vào top 10. Vấn đề bây giờ là, anh sẽ nằm ở vị trí thứ mấy? Lão Mạc cười nói, thằng nhóc này không tồi, các người ai cũng đừng tranh với tôi nữa.
lão phu quyết định thu cậu ta làm đệ tử quan môn. Mọi người, quan cái con mẹ nhà ông, Mạc Trần lão quái, ông cũng tham lam quá rồi. Không phải ông muốn thu Tô Cuồng, Võ Kình Thiên và Hạ Cửu U sao? Giờ lại muốn thêm Diệp Bắc Minh nữa, rất nhiều người bất mãn lên tiếng. 100 năm mới có vài thiên tài, ông muốn mấy người đây? Mọi người trừng mắt nhìn Mạc Trần. Đột nhiên, một giọng nói khó chịu vang lên, các người cũng thiếu kiên nhẫn quá rồi đấy. Chỉ là một Diệp Bắc Minh mà thôi đã khiến các người hưng phấn đến vậy. Để đám người dưới quảng trường thiên giai nhìn thấy, còn tưởng chúng ta chưa từng trải sự đời ấy. Ánh mắt mọi người ngưng đọng, rơi trên người một lão giả mặc áo choàng đen, bọn họ đều có chút kiêng kỵ. Chỉ có Mạc Trần hừ lạnh một tiếng, La Thiên Chính, lời này của ông có ý gì? Hồn Tông các ông trước nay không giao hảo với ai, và lại võ giả của Hồn Tông đều xem trọng sức mạnh linh hồn hơn là thiên phú võ thuật. Ông có ý kiến làm gì? Lão giả áo choàng đen La Thiên Chính cười lạnh lắc đầu, ý của lão phu là, tốc độ của thằng nhóc này đang chậm dần. Mà Tô Cuồng, Võ Kình Thiên và Hạ Cửu U ba người này vẫn đang tăng nhanh tốc độ tiến về phía trước. Ngay cả tốc độ của Đường Bằng Phi, Phục Bát Hoang, Vạn Nhân Địch cũng không đổi, nhanh hơn Diệp Bắc Minh rất nhiều. Mọi người lại nhìn, quả nhiên, Tô Cuồng, Võ Kình Thiên và Hạ Cửu U đều đã tới thang cấp độ. Ba người này vẫn đứng vững ở vị trí đầu tiên, Đường Bằng Phi, Phục Bát Hoang, Vạn Nhân Địch cũng vậy. Chỉ có Diệp Bắc Minh, mới vừa tới cấp 8 vạn. Tốc độ càng ngày càng chậm. Vẫn dậm chân ở vị trí thứ 11, còn chưa vượt qua Tử Phác, Miêu Phi Phi, Bạch Lộng Nguyệt nữa. Mà ở phía sau Diệp Bắc Minh, Quách Đông cũng sắp đuổi tới nơi rồi. Và sắp sửa vượt qua Diệp Bắc Minh, mọi người đều thắc mắc, có chuyện gì vậy? La Thiên Chính cười, rất rõ ràng, thằng nhóc này đã dùng hết sức mạnh của mình rồi. Thể lực đang dần cạn kiệt, lão phu đoán, đừng nói top 10, đến top 100 cũng khó. Mọi người đừng quên, 9 vạn cấp của thiên giai thực chất không khó. Ở cấp thứ 9 vạn, trọng lực chỉ ở mức 500 lần. Sau 9 vạn, mỗi một cấp đều tăng lên gấp đôi trọng lực, cho đến khi hoàn thành ở cấp 1 vạn cuối cùng. Phải chịu đựng gấp đôi trọng lực, ông nghĩ rằng với tình trạng của Diệp Bắc Minh hiện tại, hắn có kiên trì được không? Lời nói vừa dứt, tim ai nấy đập thình thịch, Quách Đông đuổi kịp rồi. Có người hét lên, mọi người đều nhìn về phía màn hình lớn. Quả nhiên, Quách Đông đã vượt qua Diệp Bắc Minh, đoạt lại vị trí thứ 11. Diệp Bắc Minh vẫn cứ như vậy, chậm rãi bước đi, càng ngày càng chậm. Thậm chí, trên trán anh còn xuất hiện một tầng mồ hôi. Ha ha ha, thằng nhóc này phế rồi. Sở Nguyên Bá cười lớn. Sở Y Thủy lẩm bẩm một mình, sao vậy nhỉ? Anh ấy không ổn ư? Hướng Ly Ly cũng cau mày, lẽ nào thật sự đã dùng hết tất cả sức lực rồi? Hai người nhìn chằm chằm vào màn hình lớn. Không chỉ bọn họ, mà tất cả mọi người trên quảng trường thiên giai đều phát hiện cảnh tượng này. Lục Linh Nhi nắm lấy cánh tay Thiên Cơ lão nhân, sư phụ, anh Diệp sao đột nhiên chậm lại như vậy? Thiên Cơ lão nhân thở dài, hai, có lẽ đã lãng phí quá nhiều sức lực khi chiến đấu. Cứ tiếp tục như vậy, e rằng khó đấy, thật đáng tiếc, Nghê Hoàng nghe thấy lời này, trái tim trở nên căng thẳng. Anh Diệp, anh nhất định phải cố lên. Diệp Bắc Minh đương nhiên không biết được suy nghĩ của mọi người. Anh cũng không quan tâm. Một khắc sau, Tháp Càn Khôn Trấn Ngục đột nhiên lên tiếng, thằng nhóc. Cậu đừng chỉ leo lên thế chứ. Tiểu Tháp, sao vậy? Diệp Bắc Minh nghi hoặc hỏi. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục nói, cậu vừa mới dùng cổ kim tủy đan, đây là một cơ hội tốt để luyện thể. Từ bỏ việc sử dụng tất cả sức mạnh võ đạo đi, thử dùng sức lực của cơ thể chống lại trọng lực của thiên giai. Trong lòng Diệp Bắc Minh khẽ động, sao tôi lại không nghĩ đến nhỉ? Lập tức phong ấn tất cả sức mạnh, Vũ Văn Phong, Vũ Sung Tiêu và những người theo sau anh đều sửng sốt. Sức mạnh võ đạo trên người Diệp Bắc Minh đột nhiên biến mất, bọn họ là người đầu tiên cảm nhận được, sao sức mạnh trên người anh Diệp lại biến mất thế? Anh ta muốn làm gì? Gương mặt xinh đẹp của Vũ Sung Tiêu run lên, đôi môi lẩm bẩm, anh Diệp. Không dùng sức mạnh võ đạo, mà đang dùng cơ thể để chống lại trọng lực thiên giai. Cái gì? Vũ Văn Phong sững sờ. Cả người cứng đờ tại chỗ, không ngừng lẩm bẩm. Dùng thân thể chống lại trọng lực thiên giai. Trọng lực đè ép xuống gấp mấy trăm lần. Không dùng sức mạnh võ đạo. Chỉ dùng thân thể, chẳng phải sẽ bị nghiền thành thịt nát ngay trong nháy mắt sao? Nếu như bị hàng trăm vạn người đang xem thiên giai biết được, e rằng sẽ bị dọa cho sợ chết khiếp. Rắc, 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 thân thể Diệp Bắc Minh khẽ run lên, mỗi bước đi đều rất khó khăn, xương cốt trong cơ thể như bị người ta điên cuồng nghiền nát. Lục phủ ngũ tạng đau đớn vô cùng, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Nhóc con, cảm thấy thế nào? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục hỏi.
Diệp Bắc Minh nuốt nước bọt, mẹ kiếp, không dùng sức mạnh võ đạo, thật là khó khăn, cảm giác như có ai đó bóp nát máu thịt của tôi vậy. Lục phủ ngũ tạng giống như bị thiêu đốt, Tháp Càn Khôn Chấn Ngục cười nói, đây chính là con đường bắt buộc phải trải qua của luyện thể. Cậu nghĩ mà xem, luyện thể thượng cổ có thể đánh vỡ một ngọn núi bằng một quyền. Một cước nghiền nát mặt đất, bọn họ không cần dùng đến sức mạnh võ đạo, chỉ dùng thể lực. Sức bạo phát mạnh như vậy, không có một thân thể khủng bố thì sao có thể chịu được. Nếu không chịu được, vậy thì từ bỏ đi. Không sử dụng sức mạnh võ đạo, chỉ thân thể thôi mà chịu được hơn 400 lần trọng lực, đã rất mạnh rồi. Diệp Bắc Minh quả quyết từ chối, không được, cơ hội tốt như vậy, không thể bỏ qua. Tiếp tục, nghiến răng, kiên trì, tiếp sau đó, phía sau không ngừng có võ giả tiến lên, một người, hai người, ba người, bốn người, 10 người, 20 người. Sau nửa tiếng, đã có hơn 100 người vượt qua Diệp Bắc Minh. Bỏ lại anh ở phía sau, La Thiên Chính chỉ vào màn hình lớn mà nói, thấy chưa? Thằng nhóc này vô dụng rồi. Ông nhìn xem sắc mặt hắn tái nhợt, rõ ràng là chịu không nổi trọng lực cỡ này. Vẫn còn chưa đến cấp bậc 9 vạn nữa. Mạc Trần mím môi, ôi, thật đáng tiếc, thời gian từng giây từng phút trôi qua, 2 giờ ròng rã, tốc độ của Tô Cuồng, Võ Kình Thiên và Hạ Cửu U ba người cuối cùng cũng dần chậm lại. Họ dừng lại ở vị trí cấp, chịu đựng áp lực gấp 5.500 lần. Trên trán ba người xuất hiện một tầng mồ hôi rõ rệt. Nhanh chóng lấy đan dược nuốt xuống, hồi phục thể lực. Đường Bằng Phi, Phục Bát Hoang, Vạn Nhân Địch cũng dừng lại và nghỉ ngơi tại các vị trí của cấp. Từ Phác, Miêu Phi Phi, Bạch Lộng Nguyệt cũng lần lượt dừng chân. Áp lực tăng hơn 3.000 lần khiến họ có chút chật vật. Ai nấy đều ướt đẫm mồ hôi. Chỉ cần đứng cách họ 3 mét, chắc chắn có thể nhìn thấy. Còn có hơn 100 võ giả khác, cũng vượt qua cấp 9 vạn. Nửa tiếng sau, Tô Cuồng, Võ Kình Thiên và Hạ Cửu U ba người đồng thời đứng dậy, vượt qua 500 bậc trong vòng một hơi thở. 15 phút sau, Đường Bằng Phi, Phục Bát Hoang, Vạn Nhân Địch cũng gần như hồi phục lại thể lực. Lại nhìn về phía Diệp Bắc Minh, anh vẫn ở vị trí bên cạnh cấp, từng bước mà đi. Nhanh hơn tốc độ trước đó một chút, nhưng, toàn thân anh thấm đẫm mồ hôi, hít thở dồn dập và tim đập loạn xạ. Bên cạnh không ngừng có võ giả vượt qua Diệp Bắc Minh. Anh đã kém xa top 100 rất nhiều, sắp rơi xuống top 300 rồi. Anh Diệp, anh có cần nghỉ ngơi không? Vũ Văn Phong theo sát phía sau, không ngừng nuốt nước bọt. Vũ Sung Tiêu cũng điên cuồng gật đầu, anh Diệp, anh. Hay là dùng sức mạnh võ đạo đi, cứ tiếp tục như thế này, thân thể của anh sẽ thực sự sụp đổ đó. Diệp Bắc Minh nhếch miệng cười nói, không sao, hai người có thể đi trước. Sau khi đến cấp 9 vạn, mọi người đều phải chịu trọng lực của thiên giai, không ai còn lãng phí sức lực của mình để đối phó hai người nữa đâu. Các người chỉ cần dùng đan dược, chống lại trọng lực của thiên giai là được. Hai người lọt top 10 vạn chắc có lẽ không thành vấn đề. Vũ Văn Phong và Vũ Sung Tiêu nhìn nhau. Sau đó, lắc đầu, dựa vào vị trí hiện tại của họ, đan dược họ mang theo cũng đủ rồi. Cho dù là thiên giai cấp 1, dùng một viên đan dược, cũng hoàn toàn đủ để lên đỉnh. Thậm chí, còn có thể bảo đảm thành tích top 1 vạn nữa. Bỏ rơi anh Diệp lúc này sao? Sao có thể chứ? Vũ Văn Phong lắc đầu, đôi mắt đỏ hoe nói thật là, lúc còn ở đại lục hỗn độn tôi rất ghét anh Diệp. Tôi cảm thấy anh chẳng có gì đặc biệt, cho dù là trước khi anh lên thiên giai. Tôi cũng không nghĩ anh mạnh bao nhiêu. Cùng lắm thì thiên phú không tồi thôi, Vũ Văn Phong tôi không kém gì anh. Nhưng bây giờ tôi thật sự đã bị nhân cách của anh thu hút. Sự kiên trì của anh, cả đời này Vũ Văn Phong tôi cũng không đuổi kịp. Vũ Sung Tiêu cũng gật đầu, đôi mắt đẹp đầy hưng phấn nói, anh Diệp, chúng tôi sẽ ở bên anh. Bao giờ anh lên đỉnh thì chúng tôi lên. Diệp Bắc Minh cười cười, được, hai người nguyện ý cùng tôi thì tôi cũng không nói nhiều nữa. Tiếp tục, đi thôi. Ba người gật đầu, nửa tiếng sau cũng đứng trước cấp. Đi lên trước một bước, mỗi một bậc thang sẽ tăng một lần trọng lực. Ba người hít sâu một hơi, bước về phía trước. Ở bên kia, tốc độ của ba người Tô Cuồng, Võ Kình Thiên và Hạ Cửu U rất nhanh. Tuy nhiên, mỗi 500 cấp thì họ lại phải nghỉ mất nửa tiếng. Sau cùng, mỗi 100 cấp họ phải nghỉ thêm nửa tiếng nữa. Lại nhìn Diệp Bắc Minh, sớm đã biến mất khỏi màn hình. Ha ha ha, Y Thủy. Thằng nhóc kia biến mất khỏi màn hình rồi kìa, Sở Nguyên Bá cười cợt nói, tổng cộng 500 màn hình lớn, mỗi màn hình chiếu một người. Điều này chứng tỏ thằng danh đó đã rơi xuống top dưới 500 rồi. Xem ra nó thật sự là đồ vô dụng, cho dù tôi không giết hắn, vấn đề là hắn có thể sống sót ở thiên giai hay không ấy.
Sắc mặt Sở Y Thủy lạnh lùng, cắn môi không nói gì. Hướng Ly Ly cau chặt mày. Cô ta không hy vọng Diệp Bắc Minh sẽ chết. Hai người nhìn chằm chằm vào màn hình cuối cùng, hy vọng Diệp Bắc Minh có thể xuất hiện. Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng qua đi, Kỳ Thích vẫn chưa xuất hiện. Tô Cuồng, Võ Kình Thiên và Hạ Cửu U ba người này đã đứng trên cấp. Chỉ còn lại 100 bậc thang cuối cùng là lên đến đỉnh. Anh Diệp, anh thật sự thất bại sao? Đôi mắt đẹp của Sở Y Thủy mờ đi. Không chỉ cô ta, bên trên quảng trường Thiên Giai, Nghê Hoàng, Lục Linh Nhi, Thiên Cơ lão nhân cũng đang chăm chú nhìn vào màn hình lớn. Lúc này, trên bậc thang cấp, thân thể Diệp Bắc Minh thấm đẫm máu, mỗi bước đi thân thể dường như muốn nổ tung. Có mấy lần suýt chút đã không chịu được mà gục ngã. Nhóc con, nếu không chịu được thì cứ dùng sức mạnh võ đạo đi. Thực lực của cậu, chịu đựng áp lực vạn lần không khó, Tháp Càn Khôn Chấn Ngục cũng bị chấn động nói. Thật là liều mạng quá, đây là đang chơi đùa với tính mạng của mình đấy. Vũ Văn Phong và Vũ Sung Tiêu bên cạnh cũng điên cuồng nuốt nước bọt. Hai người đang phải chịu đựng trọng lực gấp 3.000 lần, cũng rất đau khổ. Diệp Bắc Minh nhếch miệng cười, không sao, không chết được, 3.000 lần à, đã vượt qua cực hạn rồi. Nhưng mà, đây không phải là cực hạn của Diệp Bắc Minh tôi. Tiếp tục, anh nghiến răng, kéo lê thân thể đầy máu của mình tiếp tục đi về phía trước. Đúng chất của một người máu, võ giả vượt qua anh đều sững sờ và sợ hãi. Hừ hừ hừ. Kiên trì, không thể lãng phí kim tủy đan được, Diệp Bắc Minh thở hổn hển, trong đầu lúc này chỉ còn một suy nghĩ. Chỉ cần không chết, anh nhất định sẽ không sử dụng sức mạnh võ đạo. Cuối cùng, rắc rắc, một âm thanh giòn giã vang lên. Xương cốt của Diệp Bắc Minh không ngừng tan vỡ, thân thể lắc lư lảo đảo. Vũ Văn Phong và Vũ Sung Tiêu muốn tiến lên đỡ nhưng lại bị một cỗ sức mạnh đẩy lùi. Kiên trì, có chết cũng phải kiên trì. Diệp Bắc Minh gầm lên. Thân thể dưới áp lực bắt đầu biến dạng, nhưng dù vậy, anh vẫn không động đến sức mạnh võ đạo. Phụt, máu tươi không ngừng phun ra, lục phủ ngũ tạng cũng vỡ nát, ngoại trừ đan điền, trên người anh không có chỗ nào lành lặn. Cho dù là như vậy, Diệp Bắc Minh vẫn cứ kiên trì, nghiến răng chịu đựng. Chỉ cần không chết, mình có thể kiên trì. Con mẹ nó, Diệp Bắc Minh mím môi. Anh Diệp, Vũ Văn Phong và Vũ Sung Tiêu kinh hãi nhìn Diệp Bắc Minh. Chỉ thấy, thân thể Diệp Bắc Minh đầy vết nứt. Da thịt, cơ bắp và xương cốt đều vỡ ra. Có thể nhìn rõ nội tạng bên trong, mà nội tạng cũng đang vỡ nát, chỉ còn lại một chút sức lực, tiếp đó. Vào giây phút cơ thể Diệp Bắc Minh sắp sụp đổ, một cỗ năng lượng khủng khiếp lao tới. Đột nhiên, cơ thể Diệp Bắc Minh khẽ run, thân thể đầm đìa máu tươi kia như được hồi sinh, một cỗ sức mạnh rào rạt quét về phía anh. Vết thương trên người anh phục hồi trong nháy mắt, cả người lại đứng thẳng lên. Sức mạnh cơ thể vô hạn, giống như được tái sinh. Chuyện gì vậy? Diệp Bắc Minh trừng to mắt, Tháp Càn Khôn Chấn Ngục cười, chúc mừng cậu, nhóc con. Thành công đột phá xiềng xích trong cơ thể, đạt tới một cấp độ mới. Diệp Bắc Minh ngây ra, tiểu tháp, ông biết làm như vậy sẽ đột phá cảnh giới đúng không? Ha ha ha, Tháp Càn Khôn Chấn Ngục cười lớn, bổn tháp đương nhiên là biết, có điều, không thể nói cho cậu biết. Một khi nói ra, cậu sẽ không còn lòng tin nữa. Vậy thì không có tác dụng. Cũng may là cậu đã đột phá. Thì ra là như vậy. Diệp Bắc Minh nắm chặt tay. Khoảng không xung quanh bỗng sụp đổ. Vào lúc này, anh cảm thấy ngay cả khi mình không dùng tới sức mạnh võ đạo, chỉ cần sức mạnh thân thể thôi cũng có thể một quyền giết chết một người cảnh giới hậu kỳ. Trọng lực 3.000 lần, vậy mà anh lại không có cảm giác gì. Đã đến lúc rồi, chúng ta lên đỉnh thôi. Diệp Bắc Minh ngẩng đầu, nhìn lên nơi cao nhất của Thiên Giai. Tiến lên phía trước một bước. Không gian xung quanh bị bóp méo. Vũ Văn Phong và Vũ Sung Tiêu ngạc nhiên phát hiện trọng lực của Thiên Giai trên cơ thể họ đột nhiên biến mất. Chuyện gì vậy? Nhất định là anh Diệp. Anh Diệp bóp méo không gian, khiến áp lực của chúng ta biến mất. Vãi thật, Vũ Văn Phong hưng phấn suýt khóc. Anh ta gần như không thể kiên trì thêm được nữa, đã có ý nghĩ bỏ cuộc. Vui mừng, thật con mẹ nó vui mừng quá đi. Hai người kích động đến mức lập tức đuổi theo. Cùng lúc đó, những võ giả khác trên Thiên Giai còn đang dùng hết sức để bò lên, điên cuồng sử dụng sức mạnh võ đạo chống lại trọng lực của Thiên Giai. Đột nhiên, vụt, một bóng người lóe lên, chỉ trong nháy mắt lướt qua họ. Mẹ kiếp, nhanh vậy à, là ai thế? Diệp Bắc Minh, làm sao có thể chứ? Đám võ giả gần như choáng váng. Ba bóng người như đang đi trên đất bằng, chạy như bay về phía Thiên Giai. Top 800, top 700, top 600, top 500, chưa đến mười mấy giây. Diệp Bắc Minh trực tiếp lọt vào top 500. Bóng hình anh biến mất trên màn hình.
Bên dưới quảng trường Thiên Giai, Nghê Hoàng cũng là người đầu tiên phát hiện ra Diệp Bắc Minh, anh Diệp xuất hiện rồi. Thật sự đã xuất hiện, Lục Linh Nhi kích động vô cùng, khóe miệng Thiên Cơ lão nhân giật giật, thằng nhóc này, quả nhiên là. Ở nơi tận cùng của Thiên Giai, quảng trường trung tâm. Anh Diệp, Sở Y Thủy cũng điên cuồng nhảy lên, hoàn toàn không quan tâm đến hình tượng của mình nữa. Ở đâu vậy? Hướng Ly Ly sửng sốt, nhìn về phía top 500 trên màn hình, làm gì có ai? Kia kìa, Sở Y Thủy chỉ vào màn hình top 450. Hướng Ly Ly nhìn lại lần nữa, không khỏi kinh ngạc, mẹ kiếp. Mỗi một bước của Diệp Bắc Minh sẽ vượt qua một người, hai người theo sau tốc độ cũng rất nhanh. Lúc này, nếu nhìn về màn hình của quảng trường trung tâm, sẽ phát hiện ra một màn kinh người. Mỗi khi chàng trai trẻ bước về phía trước một bước, màn hình sẽ bị di chuyển đi một chút. Giống như sắp nhảy ra khỏi màn hình vậy. Hình ảnh này quá quỷ dị. Xảy ra chuyện gì vậy? Những người khác cũng phát hiện ra chuyện này, khi biết đó là Diệp Bắc Minh, ai nấy đều sững sờ. Diệp Bắc Minh, chính là hắn ta. Ôi mẹ ơi, sao hắn ta có thể nhanh đến vậy? Vô số người kinh ngạc há hốc miệng. Chuyện gì thế này, thằng nhãi này không phải hết sức để bò rồi sao? Sao tự nhiên lại nhanh thế? Sở Nguyên Bá kinh ngạc gầm lên, ai có thể nói cho tôi biết có chuyện gì đang xảy ra không? La Thiên Chính, Mạc Trần, lão giả mặt đỏ và những người khác đang theo dõi Tô Cuồng, Võ Kình Thiên và Hạ Cửu U cũng đã phát hiện ra sự trở lại của Diệp Bắc Minh. Dùng tốc độ cực kỳ đáng sợ bay về phía Thiên Giai. Ai ai cũng choáng váng đến trợn mắt cứng họng. Trời ơi! Lẽ nào trọng lực của Thiên Giai không có tác dụng với cậu ta? Thằng nhóc này có thật là đang leo lên Thiên Giai không? Chỉ trong nháy mắt, Diệp Bắc Minh đã tiến vào top 100. Dưới con mắt theo dõi của hàng tỷ người, tốc độ của anh vẫn không chậm lại. 90, 80, 70.30.20. Vụt, cái gì vừa mới vụt qua vậy? Quách Đông há hốc miệng, ngẩng đầu lên nhìn, Diệp Bắc Minh. Con mẹ nó, vượt qua Tử Phác, vượt qua Miêu Phi Phi. Vượt qua Bạch Lộng Nguyệt, ba đại mỹ nhân chỉ cảm thấy có một cơn gió thổi mạnh, cứ như vậy bị người khác vượt qua. Là anh ta, chuyện gì đây, trời đất, lẽ nào anh ta có thể không đếm xỉa đến trọng lực của thiên giới sao? Vượt qua Vạn Nhân Địch, vượt qua Phục Bát Hoang, vượt qua Lư Tinh Vân, vượt qua Đường Bằng Phi, vụt, 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 bốn người kinh ngạc há hốc miệng không nói nên lời. Tô Cuồng, Võ Kình Thiên và Hạ Cửu U cũng cảm thấy động tĩnh ở phía sau. Họ đứng trên cấp. Quay đầu nhìn lại, đồng tử điên cuồng co rút, trái tim võ đạo của Tô Cuồng gần như sụp đổ, tại sao? Tại sao hắn ta có thể có tốc độ nhanh như thế? Đôi mắt của Võ Kình Thiên đỏ bừng, hắn ta hét lên như điên, thằng nhóc, mày đang gian lận. Dưới trọng lực của thiên giai, mày không thể có được tốc độ này. Phụt, Hạ Cửu U sốc đến nỗi phun ra một ngụm máu tươi. Diệp Bắc Minh thậm chí còn không thèm nhìn ba người lấy một cái. Coi thường, anh bước lên một bước. Vượt qua ba người, không chút do dự mà đứng trên bậc cấp, lại tiến thêm một bước nữa. Leo lên đỉnh, áp lực đột nhiên biến mất, đây chính là đỉnh à. Thật quá đơn giản, cứ như vậy mà leo lên rồi. Bên dưới thiên giai, quảng trường thiên giai là một khoảng tĩnh mịch. Bên trên thiên giai cũng im lặng đến lạ thường. Lên đỉnh rồi, chúng ta vậy mà có thể lên đỉnh. Vũ Văn Phong và Vũ Sung Tiêu run rẩy, bọn họ theo phía sau Diệp Bắc Minh, cùng đạt vị trí thứ hai. Vị trí thứ hai đấy. Con bà nó, giống như một giấc mơ vậy. Mọi người trợn tròn mắt nhìn Diệp Bắc Minh. Sở Y Thủy ngây ra, Hướng Ly Ly chết lặng, Vương Quỳnh đờ đẫn, Sở Nguyên Bá cứng ngắc, đôi mắt của Mạc Trần cũng mở to, lão giả mặt đỏ líu lưỡi, đồng tử La Thiên Chính kịch liệt co lại. Lục Linh Nhi che miệng, cơ thể thanh tú của Nghê Hoàng run rẩy. Mí mắt của Thiên Cơ lão nhân giật giật, hàng trăm triệu võ giả đang theo dõi cũng như chết lặng, đứng bất động tại chỗ. Không biết qua bao lâu, Mạc Trần mới bước lên phía trước một bước, đồ đệ. Đồ đệ ngoan của ta. Sư phụ chờ đợi mấy vạn năm, cuối cùng cũng đợi được con rồi. Nào nào, mau quỳ xuống bái ta làm sư phụ đi, ta sẽ truyền dạy chân tu mấy vạn năm cho con. Đống đan dược, công pháp này con cứ dùng trước. Mạc Trần bước tới trước mặt Diệp Bắc Minh, trực tiếp nhét một chiếc nhẫn chữ vật vào tay anh. Khi mọi người phản ứng lại, toàn bộ quảng trường 72 đảo dường như nổ tung. Mạc Trần lão quái. Ông con mẹ nó đang nói nhảm cái gì đó. Đây là đồ đệ của ông á. Đừng có mà mặt dày như vậy được không? Một đám người tràn đầy phẫn nộ, tranh nhau tiến lên nói, đây rõ ràng là đệ tử truyền thừa của tôi. Đánh giám, đây là của tôi, không ai được tranh với tôi. Đến đây, ai sợ ai chứ? Đến thì đến, từng cỗ khí tức kinh hoàng bùng nổ,
toàn bộ quảng trường 72 đảo rung chuyển dữ dội. Bên dưới quảng trường thiên giai, mọi người nhìn thấy một màn này trên màn hình cũng bị sốc. Đại diện các thế lực lớn lại vì một Diệp Bắc Minh mà ra tay đánh nhau. Tô Cuồng, Võ Kình Thiên và Hạ Cửu U cuối cùng cũng leo lên đến nơi, hoàn toàn bị người ta phớt lờ. Họ chỉ có thể bất lực nhìn mọi người tranh giành Diệp Bắc Minh. Trong lòng khó chịu đến cực điểm, lão giả mặt đỏ hét lên, được rồi, đừng đánh nữa, theo quy tắc của cuộc chiến thiên giai, người đầu tiên lên đến đỉnh có quyền tự lựa chọn. Chúng ta để cậu ta tự lựa chọn đi. Diệp Bắc Minh, chúng tôi ở đây có 72 đảo, vài nghìn tông môn, ít nhất có 100 tông phái đỉnh phong, cậu chọn một cái đi. Diệp Bắc Minh nhìn về bốn phía, đang định nói, thì một giọng nói vang lên, chúng tôi không tin, thằng nhãi này nhất định đã gian lận. Mọi người nhìn về phía âm thanh phát ra, Tô Cuồng, Võ Kình Thiên và Hạ Cửu U ba người hai mắt đỏ hoe bước tới. Ý cậu là gì? Gương mặt già nua của Mạc Trần có chút khó coi, mọi người đều tận mắt nhìn thấy Diệp Bắc Minh là người đầu tiên leo lên thiên giai. Chúng tôi đều không phát hiện ra cậu ta gian lận, cậu lại nói cậu ta gian lận. Không lẽ chúng tôi đều mù rồi sao? Hay ý của cậu là tôi đang bao che cho Diệp Bắc Minh? Võ Kình Thiên sửng sốt, vội vàng lắc đầu, tôi không dám. Tô Cuồng tiến lên một bước, tiền bối, vãn bối xin mạnh dạn hỏi một câu. Cho dù Diệp Bắc Minh giành được hạng nhất, vậy hai người này thì sao? Vừa nói hắn vừa chỉ vào Vũ Văn Phong và Vũ Sung Tiêu. Hai nhân tài này đều chỉ mới đạt tới cảnh giới thần quân sơ kỳ, thực lực như vậy không có khả năng lọt vào top một vạn. Chưa nói tới việc hai người bọn họ xếp sau Diệp Bắc Minh, giữ vị trí thứ hai. Nếu tiền bối nói ba người này không gian lận, vậy không phải là đang bao che thì là cái gì? Tô Cuồng đảo mắt nhìn chung quanh, lớn tiếng nói, nếu các tiền bối trên thiên giai đảo đều cho rằng mấy người Diệp Bắc Minh không có vấn đề, vậy Tô Cuồng tôi cũng không còn gì để nói nữa. Suy cho cùng, cuộc chiến thiên giai là thứ các người sáng lập ra. Tô Cuồng ta sau khi rời khỏi đây sẽ vì các người quảng bá thật tốt. Nhưng cũng không biết sau này có còn người tới tham gia cuộc chiến thiên giai nữa hay không đây. Không kiêu ngạo không xiểm nịnh, âm thanh vang vọng, mọi người ở quảng trường trung tâm đều ngẩn ngơ, dùng ánh mắt không dám tin nhìn về phía Tô Cuồng. Đúng là điên cuồng giống như tên gọi mà. Tốt, ông lão mặt đỏ không kìm được cảm thán một tiếng, hay lắm nhóc con. Không ngờ lại người có khí phách như vậy. Tô Cuồng, to gan lắm, rất hợp với lão phu. Còn trẻ tuổi mà đã quả cảm như vậy, dám phản bác lại ý kiến của chúng ta, đúng là một hạt giống tốt. Tốt lắm nhóc con, không tồi. Không ít đại diện của 72 đảo nhìn hướng Tô Cuồng mà không mảy may tức giận. Ngược lại còn mang dáng vẻ hài lòng. Đối mặt với sự ngợi khen của mọi người, Tô Cuồng chỉ nhàn nhạt đáp, cảm ơn các vị tiền bối đã cất nhắc. Thật không dám nhận lời khen của mọi người. Nhưng cho dù phải chết, tôi cũng phải làm rõ mọi chuyện. Vừa nói hắn vừa quét ánh mắt lạnh băng về phía ba người Diệp Bắc Minh, Vũ Văn Phong, Vũ Sung Tiêu, trước mặt nhiều tiền bối như vậy, các ngươi còn không mau thành khẩn khai báo. Nếu gian lận thì lập tức thừa nhận, tránh việc mắc vào tội lừa dối các vị tiền bối đây. Lời này vừa vang lên, ánh mắt của mọi người lập tức dán chặt vào Diệp Bắc Minh, Vũ Văn Phong, Vũ Sung Tiêu. Vương Quỳnh đứng trong đám đông cũng không nhịn được biến sắc. Tô Cuồng này không đơn giản, chỉ dùng đôi ba câu liền khơi dậy sự ưu ái của nhiều vị tiền bối như vậy. Còn giúp họ tìm được một cái cớ, dù sao, thì thành tích của Diệp Bắc Minh quả thực có chút kỳ quái. Ánh mắt Sở Nguyên Bá chấp lóe, ra lệnh cho lão già bên cạnh, nếu có thể hãy lôi kéo hắn ta vào nhà họ Sở. Vâng, ông lão gật đầu, Diệp Bắc Minh mỉm cười, trước mặt nhiều tiền bối như vậy, anh nói tôi gian lận thì chính là gian lận sao? Tô Cuồng cười lạnh, nếu anh không gian lận, vậy liền lấy ra chứng cứ chứng minh bản thân không gian lận đi. Diệp Bắc Minh lắc đầu, anh rất thông minh, đáng tiếc, thủ đoạn người bị hại tự chứng minh này lại vô dụng với tôi. Nếu anh cho rằng tôi gian lận vậy hãy đưa ra bằng chứng cho thấy tôi gian lận. Ha ha, Tô Cuồng nheo mắt cười gian tà, trọng lực áp chế hơn vạn lần nhưng anh lại giống như người bình thường. Không ai có thể chịu đựng được, với cảnh giới nhập đạo đỉnh phong như tôi cũng không có cách nào chống lại áp lực, đồng thời còn chạy nhảy nữa. Anh dựa vào đâu mà làm được? Diệp Bắc Minh cảm thấy nực cười mà lắc đầu, bản thân là thứ rác rưởi không lẽ người khác cũng phải rác rưởi hay sao? Đôi mắt Tô Cuồng lập tức ánh lên sự giận dữ, được, được lắm. Tôi là rác rưởi, vậy những võ giả khác tham gia cuộc chiến thiên giai thì sao? Diệp Bắc Minh không chút sợ hãi phu ra một câu, đều là rác rưởi. Ngay khi lời nói này vang lên, sâu nơi đáy mắt Tô Cuồng xẹt qua một tia giảo hoạt, thằng nhóc này quả nhiên mắc bẫy rồi. Hiện trường lập tức như nổ tung,
Những võ giả leo lên thang trời phía sau nghe được câu này thoáng chốc đều tức giận. Diệp Bắc Minh, ý của anh là gì? Ha ha ha, ha ha ha, ngông cuồng lắm, số lượng người tham gia cuộc chiến thiên giai lên tới 10 triệu. Anh nói toàn bộ chúng tôi đều là rác rưởi, còn anh thì là cái thá gì? Gian lận để về nhất, còn thực sự cho rằng bản thân tài giỏi lắm sao? Âm thanh này không ngừng vang vọng, Mạc Trần cau mày, Diệp Bắc Minh thực sự có đã đi quá xa. Biểu cảm của ông lão mặt đỏ cùng mấy người La Thiên Chính đều sầm lại, đã rất không vui vẻ gì. Sở Y Thủy có chút kinh ngạc, cô ta không ngờ Diệp Bắc Minh lại dám nói như vậy. Hành động này không khác gì kích động quần chúng phẫn nộ mà. Hai, đúng là trẻ người non dạ, vị Tô Cuồng kích động mắc bẫy rồi. Hướng Ly Ly thở dài, tài năng là thứ không thể phủ nhận nhưng EQ của anh đúng là không đủ dùng. Sở Nguyên Bá cười đùa, ha ha, xem ra không cần tôi phải ra tay, thì đã có rất nhiều người muốn tên nhóc này chết rồi. Tô Cuồng thấy bầu không khí đã chín muồi, lập tức dẫn dắt, Diệp Bắc Minh, anh cũng quá kiêu ngạo rồi đó. Anh nói mấy chục triệu người tham gia cuộc chiến thiên giai đều là rác rưởi, vậy ắt hẳn thực lực của anh rất mạnh. Có dám đấu một trận công bằng với tôi không? Chỉ cần anh đánh bại tôi về võ lực, Tô Cuồng tôi tuyệt đối sẽ không nói anh gian lận nữa. Diệp Bắc Minh lắc đầu, không có hứng thú. Ha ha, sợ rồi sao? Tô Cuồng tiếp tục khiêu khích. Việc Diệp Bắc Minh không dám nhận lời khiêu chiến khiến hắn ta càng tin chắc rằng anh có vấn đề. Giọng nói lạnh nhạt của Diệp Bắc Minh tiếp tục vang lên, anh suy nghĩ nhiều quá rồi đó, đơn giản chỉ là anh không xứng đấu một trận công bằng với tôi mà thôi. Chỉ cần anh có thể tiếp một quyền của tôi sẽ chấp nhận tất cả lời buộc tội của anh. Bầu không khí nháy mắt trở nên tĩnh lặng, mọi người trợn mắt khó tin nhìn Diệp Bắc Minh. Một quyền, cho dù Diệp Bắc Minh mạnh mẽ tới đâu, Tô Cuồng cũng không thể không đỡ nổi một quyền của anh. Thằng nhóc này rốt cuộc muốn làm gì, Mạc Trần có chút bối rối. Trên gương mặt Sở Y Thủy, Hướng Ly Ly, Vương Quỳnh, Sở Nguyên Bá cũng không giấu nổi sự sửng sốt. Khí phách này, quá thực quá ngạo nghễ. Một quyền, ha 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 ha, Tô Cuồng phì cười, hắn thật sự không nhịn nổi nữa, Diệp Bắc Minh, Tô Cuồng tôi hôm nay xin thề. Nếu tôi không đỡ nổi một cú đấm của anh, tôi sẽ không bao giờ tập võ nữa. Được, Diệp Bắc Minh gật đầu. Sắc mặt Tô Cuồng thoáng cái khoác lên vẻ dữ tợn, nếu tôi đỡ được thì sao? Diệp Bắc Minh thản nhiên nói, tùy anh xử lý. Được, Tô Cuồng nở nụ cười đầy hung ác, tôi muốn anh phải phế bỏ võ công của mình, quỳ leo xuống từ thiên giai này. Phải dập đầu và nhận tội với mỗi người trong số hơn 10 triệu võ giả ở đây. Hay, cậu Tô nói hay lắm, phải dạy cho thằng nhãi này một bài học, mẹ nó, đúng là quá kiêu ngạo, những người tụ võ leo lên từ thiên giai đều giống lên. Diệp Bắc Minh lười phải nói nhảm với họ, anh không có bất kỳ động tác hoa mỹ nào mà nâng tay đấm thẳng ra ngoài. Nắm đấm quét tới đâu, không gian liền nứt lìa và sụp đổ tới đó. Anh, con người Tô Cuồng co rút, một luồng áp lực mang theo hơi thở tử vong nháy mắt ập tới khiến hắn nhất thời có cảm giác như rơi vào hầm băng. Máu nóng trong cơ thể hắn gần như đông cứng lại, trái tim cũng theo đó ngừng đập. Mùi vị của cái chết, hắn vội vã duỗi ra hai tay bắt chéo trước ngực, dùng hết sức lực toàn thân để chống cự. Nắm đấm của Diệp Bắc Minh rơi xuống cánh tay Tô Cuồng. Bùm! Hai cánh tay Tô Cuồng lập tức nổ tung, máu thịt vương vãi khắp nơi. Anh Tô, đừng, mau cứu anh Tô đi, trong đám đông bỗng vang lên một tiếng hét bàng hoàng, một bóng người lóe lên rồi đáp xuống trước người Tô Cuồng. Đây là một ông lão lùn, nhanh như chớp tung ra một quyền va chạm trực tiếp với nắm đấm của Diệp Bắc Minh. Bùm! Sóng không khí cuồn cuộn, bầu trời như sụp đổ, ông lão lùn tại chỗ lùi lại mười mấy bước. Tấm lưng già cỗi đập mạnh vào lồng ngực Tô Cuồng, phụt. Tô Cuồng lại một lần nữa nôn ra một ngụm máu, ngã gục xuống đất giống như một miếng rẻ lau nhếch nhác. Nếu không phải có ông lão lùn ngăn chặn cú đấm vừa rồi của Diệp Bắc Minh, e rằng Tô Cuồng đã bỏ mình ngay tại trận. Anh Tô, một cô gái trẻ lao tới, nước mắt chảy dài trên má, ôm chặt lấy Tô Cuồng, lão mã, nhanh cứu người. Được, một lão già lùn vội vàng chạy tới kiểm tra thương thế của Tô Cuồng. Công chúa nhỏ của nhà họ Giang Giang Tiên Nhi, cô ta biết Tô Cuồng sao? Sở Y Thủy cảm thấy có chút kỳ lạ, ánh mắt hướng Ly Ly chăm chú, xem ra quan hệ của hai người này không bình thường. Theo tôi được biết, lão mã này tên là Mã Quốc Lập, thực lực của ông ta ở cảnh giới ngộ đạo hậu kỳ. Tất cả mọi người đều hết hồn, đây chính là uy lực một cú đấm của Diệp Bắc Minh. Ngay cả lão mã đang ở cảnh giới ngộ đạo cũng bị đẩy lùi 10 bước. Đây là sức mạnh thật sự của số một thiên giai sao? Khoảnh khắc này, không còn bất cứ ai nghi ngờ thực lực của Diệp Bắc Minh nữa. Mã Quốc Lập kiểm tra một hồi, âm trầm lắc đầu,
tiểu thư, hai tay hoàn toàn tàn phế rồi. Gãy bảy xương sườn, lục phủ ngũ tạng bị tổn hại nghiêm trọng. Cho dù có sống được, e rằng, tôi không quan tâm, anh Tô không thể chết. Hốc mắt Giang Tiên Nhi đỏ lên, đưa về nhà họ Giang cứu chữa, nếu anh Tô chết, tôi cũng không thiết sống nữa. Giang Tiên Nhi cùng biến mất với Tô Cuồng. Tất cả mọi người đều ngớ ra, Tô Cuồng vậy mà lại quen biết Giang Tiên Nhi. Quan hệ còn có vẻ rất tốt, nói không chừng là đang yêu nhau đó. Chưa biết chừng nhà họ chờ sau khi Tô Cuồng lên đỉnh, sẽ cho hắn một danh phận làm rể nhà họ Giang. Nếu đây là sự thật, vậy có nghĩa là Tô Cuồng được nhà họ Giang đánh giá cao. Nhưng bây giờ suýt chút đã bị Diệp Bắc Minh giết chết. Ai thu nhận Diệp Bắc Minh làm đệ tử, có khi nào sẽ bị nhà họ Giang coi như kẻ thù không? Chúng ta mặc dù không sợ nhà họ Giang, nhưng chỉ vì một đệ tử mà trở mặt thì cũng không đáng. Đáng tiếc thật, Diệp Bắc Minh thật sự là một hạt giống tốt. Từ sức mạnh cú đấm vừa rồi của cậu ta, tương lai không chừng có thể hợp đạo thành công. Mọi người thấp giọng bàn tán, sắc mặt Mạc Trần cũng không ngừng thay đổi. Lão giả mặt đỏ lắc đầu, muốn ông ta từ bỏ. Mạc Trần hít sâu một hơi, đi tới trước mặt Diệp Bắc Minh, nhóc Diệp, lão phu xin lỗi. Mạc Trần tôi nuốt lời rồi, tôi thu lại lời mời nhận cậu làm đồ đệ vừa nãy. Lão phu không thể gây rắc rối sau lưng tông môn được, hy vọng cậu hiểu cho. Đồ trong nhẫn chữ vật vừa rồi, coi như tặng cho cậu làm bồi thường. Diệp Bắc Minh khẽ mỉm cười, lão Mạc, khách khí rồi. Về chiếc nhẫn chữ vật này, vẫn nên trả lại cho ông. Anh giơ tay, ném lại nhẫn chữ vật cho Mạc Trần. Mạc Trần sững sờ, gật gật đầu thu lại nhẫn chữ vật, nhắc nhở một câu, cậu nhóc Diệp, lão phu mặc dù không thể chủ động nhận cậu làm đệ tử. Có điều, cậu có thể lựa chọn gia nhập thái cổ các của chúng tôi. Đây chính là quyền lợi của người đứng thứ nhất cuộc chiến thiên giai. Lão giả mặt đỏ giật mình, lão Mạc, ông điên rồi à? Ý tứ của Mạc Trần rất rõ ràng, tôi không thể chủ động chọn cậu, nhưng cậu có thể chọn tôi. Nói đến mức này rồi, Mạc Trần coi như đã tận tình tận nghĩa. Diệp Bắc Minh khẽ mỉm cười, cảm ơn lão Mạc, tôi sẽ không gia nhập thái cổ các đâu. Cậu, chắc chắn, Mạc Trần ngây ngẩn, ông ta còn đặc biệt giải thích một câu, đây chính là quyền lợi của cậu. Nếu cậu gia nhập thái cổ các, nhà họ Giang cũng sẽ không vì cậu mà đối địch với tông môn đâu. Cảm ơn ý tốt Mạc tiền bối, thật sự không cần. Diệp Bắc Minh lắc đầu, tôi vẫn nên chọn gia nhập tông môn khác thì hơn. Được rồi, Mạc Trần có chút thất vọng, nhưng cũng có phần nhẹ nhõm. Sở Y Thủy chậm rãi bước tới, nhìn chằm chằm vào Diệp Bắc Minh, anh Diệp, gia nhập vào nhà họ Sở đi. Nhà họ Sở chúng tôi, không sợ nhà họ Giang. Vẻ mặt Sở Nguyên Bá trầm xuống, Sở Y Thủy, ai cho cô cái quyền đó? Sở Y Thủy cười lạnh, giơ tấm lệnh bài trong tay lên, đã có quyền chưa? Lệnh bài lão tổ, Sở Nguyên Bá giống như ăn phải ruồi vậy. Hướng Ly Ly bước tới, khoanh hai tay trước ngực, này. Gia nhập nhà họ Sở là sự lựa chọn tốt nhất đấy. Giang Tiên Nhi kia không dễ chọc đâu, anh làm hỏng anh Tô của cô ta rồi kìa, ha ha ha. Diệp Bắc Minh vẫn lắc đầu, đa tạ lòng tốt của cô, vẫn nên thôi đi. Anh, Hướng Ly Ly có chút ngạc nhiên. Diệp Bắc Minh này đang nghiêm túc sao? Sở Y Thủy bối rối hỏi, anh Diệp, anh đã nghĩ đến muốn gia nhập tông môn nào chưa? Diệp Bắc Minh gật đầu, nhìn xung quanh rồi hét lên, có tiền bối nào của Dị Hỏa Tông ở đây không? Hiện trường im lặng một hồi, sắc mặt của mọi người đều có chút quỷ dị, có phải tên nhóc này vừa nhắc đến Dị Hỏa Tông không? Không có người trả lời, Diệp Bắc Minh lại hét lên, có tiền bối nào của Dị Hỏa Tông ở đây không? Diệp Bắc Minh tôi muốn gia nhập Dị Hỏa Tông. Trở thành đệ tử của Dị Hỏa Tông. Có, một giọng nói phát ra từ phía sau đám đông. Mọi người đều quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một ông già gầy gò bước ra từ trong đám đông, trong mắt là vẻ kinh ngạc khó tin. Ông ta đánh giá Diệp Bắc Minh một lượt, ngỡ ngàng hỏi, cậu Diệp, cậu. Có chắc chắn muốn gia nhập Dị Hỏa Tông không? Ông là, Diệp Bắc Minh liếc nhìn ông già gầy yếu này. Ông ta tự giới thiệu, tôi tên là Tề Vạn Hạc, là đại trưởng lão của Dị Hỏa Tông. Cái gì? Diệp Bắc Minh sửng sốt, cảnh giới của Tề Vạn Hạc chỉ khoảng nhập đạo trung kỳ, còn không bằng một số thanh niên tham gia cuộc chiến thiên giai nữa. Ông ta thật sự là trưởng lão của Dị Hỏa Tông sao? Mạc Trần không nhịn được nhắc nhở, nhóc Diệp đừng giận dỗi nữa. Chúng tôi không chọn cậu là do phải cân nhắc thiệt hơn, đắc tội nhà họ Giang thật sự không đáng. Có điều, cậu cũng không cần lựa chọn Dị Hỏa Tông. Dị Hỏa Tông vài nghìn vạn năm trước quả thực rất mạnh. Ở thời kỳ đỉnh cao cũng không kém gì thái cổ các ngày nay. Nhưng hiện tại Dị Hỏa Tông đã mất đi dị hỏa, sớm đã xuống dốc không phanh rồi.
với thiên phú của cậu mà gia nhập dị hỏa tông, thật sự lãng phí. Khuôn mặt già nua của Tề Vạn Hạc đỏ bừng lên, thôi vậy. Cậu Diệp vẫn nên gia nhập vào tông môn khác đi, sau đó quay trở lại đám đông. Chậm chút, Diệp Bắc Minh ngăn cản ông ta, tôi gia nhập dị hỏa tông. Cái gì? Mạc Trần tròn mắt ngạc nhiên. Sở Y Thủy và Hướng Ly Ly cũng choáng váng. Sở Nguyên Bá cười lạnh, ha ha ha, thằng nhóc này bị thiểu năng à. Người đứng đầu cuộc chiến lại chọn dị hỏa tông. Thế thì có gì khác biệt với người cuối cùng đâu. Ha ha ha, các võ giả khác ở quảng trường cũng là vẻ mặt khó hiểu. Tề Vạn Hạc xoa xoa tai, cậu Diệp, cậu có nghiêm túc không? Đúng, tôi nguyện ý gia nhập dị hỏa tông, Diệp Bắc Minh lần nữa gật đầu. Tốt, 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 Tề Vạn Hạc hưng phấn đến toàn thân run rẩy, tiến lên nắm lấy cổ tay Diệp Bắc Minh, đi nào, về tông môn với lão phu, tôi nhất định phải khiến tổ tiên được an ủi. Dị hỏa tông chúng ta có người kế thừa rồi. Trong ánh mắt kỳ lạ của mọi người, Diệp Bắc Minh cùng Tề Vạn Hạc nhanh chóng rời đi. Trên đường trở về dị hỏa tông, Tề Vạn Hạc hưng phấn nói, nhóc Diệp, lão phu rất tò mò vì sao cậu lại chọn dị hỏa tông. Lẽ nào cậu quan tâm đến thuật khống chế lửa? Cậu yên tâm, lão phu nhất định sẽ truyền lại tất cả truyền thừa của dị hỏa tông cho cậu. Chỉ cần cậu muốn học, tôi nhất định sẽ dạy cậu. Tàng kinh các của dị hỏa tông cậu tùy ý xem, có thể lựa chọn các loại võ kỹ mà cậu thích. Cậu còn có yêu cầu gì, chỉ cần nói ra, tôi nhất định sẽ cố gắng thỏa mãn cậu. Thấy dáng vẻ kích động của Tề Vạn Hạc, Diệp Bắc Minh không nhẫn tâm lừa dối ông ta, nói ra mục đích thật sự, tiền bối, tôi gia nhập dị hỏa tông, kỳ thực là muốn tìm Hoa Tam Thế để cứu người. Hoa Tam Thế, Tề Vạn Hạc sửng sốt, vẻ vui vẻ trong ánh mắt lập tức biến mất. Thay vào đó là cảm giác mất mát sâu sắc, ông ta cười khổ, thì ra là vì Hoa Tam Thế, tôi còn tưởng rằng cậu thật sự muốn gia nhập dị hỏa tông. Cũng được, dị hỏa tông cũng sắp tàn rồi. Cậu cùng tôi trở về tông môn, tôi sẽ tặng Hoa Tam Thế cho cậu, sau đó cậu có thể rời đi. Nhìn Diệp Bắc Minh và Tề Vạn Hạc rời đi, đám người ở quảng trường trung tâm bắt đầu nghị luận sôi nổi. Thằng nhóc này đầu óc có vấn đề sao? Vậy mà lại chọn gia nhập dị hỏa tông, lẽ nào hắn không biết dị hỏa tông sắp tàn rồi? Dị hỏa tông hiện tại đến một loại dị hỏa cũng không có, từ lâu đã chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa. Thằng nhóc này có lẽ đến đó là vì dị hỏa, mộng tưởng của hắn coi như tan vỡ rồi. Ha ha ha, mục đích không đạt được cũng thôi đi. Cuộc chiến thiên giai trăm năm sau, dị hỏa tông ước chừng sẽ bị đá khỏi đảo thiên giai. Mọi người không ngừng lắc đầu, bọn họ đều cho rằng Diệp Bắc Minh quá ngu ngốc. Lão Mạc, ông thấy sao? Lão giả mặt đỏ nhìn qua hỏi. Mạc Trần cảm thấy khá tiếc nuối, lắc đầu nói, thôi vậy, mỗi người đều có quyền lựa chọn của riêng mình, lão phu đã làm hết mình rồi. Chỉ là người đứng đầu của một cuộc chiến mà thôi, cuộc chiến thiên giai 100 năm diễn ra một lần. Chúng ta ít nhất đã chứng kiến hàng trăm đệ nhất thiên giai ra đời rồi, La Thiên Chính hử lạnh một tiếng. Một người đứng đầu cũng chẳng là gì cả. Điều làm tôi quan tâm là, thể hỗn độn kia có thật sự nằm trong nhóm người này không? Nghe thấy ba từ thể hỗn độn, đôi mắt của tất cả mọi người đều sáng lên. Đúng rồi, khi cuộc chiến thiên giai vừa bắt đầu, tất cả mọi người đều cảm nhận được khí tức của thể hỗn độn. Nhanh đi tìm, quảng trường thiên giai, Nghê Hoàng thất vọng vô cùng, qua màn ảnh rộng, mặc dù không biết người ở trung tâm quảng trường 72 đảo đang nói gì. Nhưng mắt nhìn Diệp Bắc Minh cứ thế rời đi. Anh Diệp, chị Hoàng, chúng ta đi thôi, Lục Linh Nhi đi tới nắm lấy tay Nghê Hoàng. Hai mắt Nghê Hoàng đỏ hoe, ấm ức nói, anh Diệp quên mất tôi rồi sao? Đi theo Diệp Bắc Minh một đoạn đường dài, căng thẳng nhìn anh leo hết thiên giai. Xếp hạng nhất trong cuộc chiến thiên giai, từ tận đáy lòng. Nghê Hoàng cảm thấy vui thay cho Diệp Bắc Minh. Bây giờ, Diệp Bắc Minh cứ thế rời đi, đầu cũng không ngoảnh lại, thậm chí còn không lưu lại một lời nhắn cho cô ta. Nghê Hoàng vô cùng buồn bã. Lục Linh Nhi đã sớm nhìn ra Nghê Hoàng thích Diệp Bắc Minh, lên tiếng nhẹ nhàng an ủi, chị Hoàng, phụ nữ chúng ta muốn được người như anh Diệp vây quanh, căn bản là điều không thể. Với thiên phú và thực lực của anh ấy, một khi cảnh giới của anh ấy vượt xa chúng ta, sẽ nhìn thấy phong cảnh ở cao và xa hơn. Nhân lúc chúng ta vẫn có thể nhìn thấy bóng lưng anh ấy thì nên cố gắng dùng hết sức để đuổi theo. Nghê Hoàng ngẩng đầu, ý của em là, ánh mắt Lục Linh Nhi chăm chú, lần này em đến Thiên Giai Thành, chính là muốn mở mang kiến thức về cuộc chiến Thiên Giai. Hiện tại, em nghĩ mình đã nhìn thấy rồi, 100 năm sau, em sẽ tham gia cuộc chiến này. Nghê Hoàng sửng sốt, chị Hoàng, đi cùng với em đi. Cùng lúc đó, sâu trong một tòa phủ của nhà họ Giang, Tô Cuồng nằm trên giường. Thân thể không ngừng run rẩy, trong cơn hôn mê miệng vẫn không ngừng nói,
Tô Cuồng ta vậy mà lại thua. Ta không thể thua, làm sao ta có thể thua được? Diệp Bắc Minh, tao nhất định sẽ đánh bại mày. Tô Cuồng tao nhất định đường đường chính chính, đánh bại mày trước mặt tất cả mọi người. Giang Tiên Nhi lo lắng nhìn cảnh này, ông nội, tình hình của Tô Cuồng thế nào rồi? Trước giường, một ông già đang nghiêm nghị ngồi, chỉ có một tay đặt lên mạch tượng của Tô Cuồng, một lúc sau, ông ta nhẹ nhàng lắc đầu, thương thế của cậu ta rất nặng. Ngoài ra, thất bại là một đòn đả kích nặng nề đối với cậu ta. Thương thế trên thân thể có thể chữa, đả kích tinh thần chỉ có thể dựa vào tự cậu ta thôi. Ông lão giơ tay, đút cho Tô Cuồng một viên đan dược rồi rời đi. Những người khác cũng lần lượt lui xuống. Một lúc sau, Tô Cuồng từ từ tỉnh lại. Anh Tô, anh, với em đi, khuôn mặt xinh đẹp của Giang Tiên Nhi đỏ bừng, dùng âm thanh nhỏ như kiến mở miệng nói. Tô Cuồng trợn trừng mắt, trong lòng vô cùng kinh ngạc, Tiên Nhi, em. Anh, em nghiêm túc sao? Giang Tiên Nhi gật đầu, anh Tô, thật ra em chính là thể nguyệt thần. Chỉ cần em và anh kết hợp, vết thương của anh sẽ lập tức hồi phục. Cái gì, thể nguyệt thần? Tô Cuồng quả thực không dám tin, thể nguyệt thần cực kỳ hiếm thấy. Nó cũng là lô đỉnh thể chất cực phẩm trong truyền thuyết, một khi kết hợp với đàn ông, sẽ làm cho thiên phú và cảnh giới của họ tăng lên rất nhiều. Tô Cuồng có thể khẳng định, chỉ cần hắn ta ngủ với Giang Tiên Nhi, có thể trực tiếp thăng lên một cảnh giới lớn. Thế nhưng, hắn lại không dám. Nếu hắn dám chạm vào người Giang Tiên Nhi, nhà họ Giang nhất định sẽ chém chết hắn. Khụ khụ, Tiên Nhi, anh rất thích em. Nhưng anh bây giờ vẫn không thể chạm vào em được, Tô Cuồng lắc đầu. Giang Tiên Nhi cắn đôi môi đỏ mọng, đôi mắt to ngấn nước nhìn Tô Cuồng, anh Tô, tại sao? Tiên Nhi không đủ tốt sao? Không, Tô Cuồng lắc đầu, Tiên Nhi, em rất đẹp, anh cũng rất thích em. Nhưng, đối với một người phụ nữ danh phận là quan trọng nhất. Khi tên của Tô Cuồng anh nổi tiếng khắp thiên giai đảo, anh nhất định sẽ tuyên bố em là người phụ nữ của anh. Còn về Diệp Bắc Minh kia, anh sẽ tự dẫm nát hắn dưới chân. Sửa sạch nỗi nhục ngày hôm nay. Giang Tiên Nhi bật khóc, kích động gật đầu, được, em chờ anh. Nơi đây là Đại Lục Thiên Hỏa, cũng gọi là đảo Thiên Hỏa, là một trong 72 hòn đảo của thiên giai. Hàng vạn năm trước, từ trên trời rơi xuống rất nhiều dị hỏa, từ đó cả một đại lục bị đốt cháy và bị lửa bao phủ, Tề Vạn Hạc chỉ về phía trước, mỉm cười giới thiệu. Sau khi tổ tiên của Dị Hỏa Tông tới đây, họ đã chinh phục được dị hỏa, thành lập lên Dị Hỏa Tông Vạn Thế Bất Diệt. Dưới chân Diệp Bắc Minh là một đại lục đỏ rực, từng cỗ nhiệt nóng bỏng này đến từ sâu trong lòng đất. Ngay cả không khí cũng chứa đầy nhiệt, âm thanh của tháp càn khôn chấn ngục vang lên, thật đáng tiếc, mạch địa hỏa ở đây đã khô cằn. Chẳng trách dị hỏa không muốn ở lại trên đảo này. Trong lòng Diệp Bắc Minh khẽ động. Hai, Tề Vạn Hạc thở dài, đáng tiếc, sau đó dị hỏa biến mất. Dị hỏa tông cũng trở nên sa sút, tuy rằng những năm này cũng được coi là tông môn đứng đầu của thiên giai đảo. Nhưng thực tế đã sắp không trụ được nữa. Tiền bối, tôi, Diệp Bắc Minh đang định nói. Tề Vạn Hạc lắc đầu cắt lời, nhóc con, cậu không cần nói gì cả. Tôi biết ý của cậu, là người đứng đầu cuộc chiến thiên giai, cậu có thể chọn dị hỏa tông là đã ưu ái cho dị hỏa tông rồi. Tôi sẽ đưa cho cậu hoa tam thế mà cậu muốn, lấy được rồi thì có thể rời đi. Dù sao thứ này cũng sắp tuyệt chủng rồi, dị hỏa tông cùng lắm cũng chỉ có thể tồn tại 100 năm nữa, nên cũng không sao cả. Tề Vạn Hạc đưa Diệp Bắc Minh trở về dị hỏa tông. Sơn môn cao hơn 1 vạn mét, quảng trường khổng lồ có bán kính hơn 10 vạn dặm. Từng tòa đại điện hỏa thần lần lượt hiện ra, vô cùng hùng vĩ. Điều kỳ lạ là, hầu như không thấy bóng dáng đệ tử nào. Cho dù thấy thì cũng chỉ lác đác vài người, dáng vẻ bơ phờ đi qua đi lại. Làm cậu cười chê rồi, đi thôi, hoa tam thế ở phía sau núi, Tề Vạn Hạc ngại ngùng cười một tiếng, dẫn Diệp Bắc Minh tới sau núi dị hỏa tông. Đây là hoa tam thế, Tề Vạn Hạc chỉ vào bông hoa chỉ có 3 cánh trước mắt. 3 cánh hoa cùng nở, 3 cánh hoa 3 màu khác nhau, trắng xanh đỏ, chỉ nhìn một cái thôi cũng khiến linh hồn rung động. Trước đây sau núi của dị hỏa tông đều là vật này, hiện tại chỉ còn một đóa thôi, muốn dùng nó để cứu người thì cậu hãy mang đi đi, Tề Vạn Hạc nói. Đa tạ tiền bối, Diệp Bắc Minh gật đầu, bước lên trước định đào hoa tam thế. Đột nhiên, giọng nói tức giận của một cô gái trẻ vang lên, dừng tay. Soạt, một cô gái 16, 17 tuổi bay vút tới, ngăn cản trước người Diệp Bắc Minh. Đôi mắt to ngấn nước nhìn chằm chằm vào Diệp Bắc Minh, anh muốn làm gì? Không được phép động vào nó. Tề Vạn Hạc nhẹ giọng hô, nha nha, hỗn xược. Đại trưởng lão, đôi mắt thiếu nữ đỏ hoe, tủi thân gần như khóc, người đang làm gì vậy? Đây là bông hoa tam thế cuối cùng rồi.
Nếu lại bị hái đi mất, sau này dị hỏa tông sẽ không còn bông hoa tam thế nào nữa. Tề Vạn Hạc có chút dao động, nhưng cuối cùng chỉ buông ra một tiếng thở dài, nha nha, dị hỏa tông đã thành ra như vậy rồi, thì một đóa hoa cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Hoa tam thế có công dụng rất lớn đối với cậu Diệp, cậu ấy muốn dùng nó để cứu người. Diệp Bắc Minh gật đầu phụ họa, cô nha nha à, tôi có một người bạn bị thương tổn thần hồn, hiện tại chỉ còn có thể sống được hơn 10 ngày. Chỉ có hoa tam thế mới có thể cứu mạng, cho nên mong cô nha nha có thể giơ cao đánh khẽ. Nha nha nghe vậy thì sửng sốt, nước mắt không ngừng tuôn rơi, nhưng bông hoa này là bông hoa cuối cùng của dị hỏa tông rồi. Nha nha, Tề Vạn Hạc khẽ quát, hu hu hu, anh đào đi, cô gái che mặt rời đi. Tề Vạn Hạc nở nụ cười ngượng ngùng, con gái đều như vậy, cậu Diệp cậu đào đi. Nhớ kỹ, hoa tam thế rời khỏi đất liền héo mòn, cần phải gói cả đất bùn mang theo. Diệp Bắc Minh gật đầu, được, tôi hiểu rồi. Dứt lời liền tiến lên phía trước, cẩn thận đào ra một khoảnh đất lớn. Chỉ bằng một ý nghĩ đã thu vào không gian bên trong tháp càn khôn chấn ngục. Cảm ơn Tề lão, đợi tôi làm xong việc nhất định sẽ quay lại dị hỏa tông. Chỉ cần Diệp Bắc Minh tôi còn sống một ngày, dị hỏa tông chắc chắn sẽ không bị tiêu diệt. Tề Vạn Hạc mỉm cười không đáp. Suốt vô số năm qua, rất nhiều đệ tử gia nhập dị hỏa tông đều nói lời này, nhưng không ai có thể chịu đựng nổi cảnh tụt dốc của tông phái mà lựa chọn rời đi. Đúng rồi, tấm dị hỏa lệnh này cậu giữ lấy, có thể tùy ý ra vào 72 hòn đảo thiên giai. Tề Vạn Hạc lấy ra một lệnh bài màu đỏ rực. Cảm ơn tiền bối, Diệp Bắc Minh gật đầu, nhận lấy dị hỏa lệnh. Sau khi rời khỏi dị hỏa tông, Diệp Bắc Minh trực tiếp ra lệnh, tiểu tháp, nói cho tôi biết vị trí của cô đường. Đại lục linh mục cách đây khoảng 3 ngày đường, cần phải ngồi phi thuyền. Diệp Bắc Minh cau mày, nếu muốn xuyên qua vài đại lục, sử dụng truyền tống trận chẳng phải sẽ nhanh hơn sao? Thần giới và thánh vực đều có truyền tống trận, tại sao thế giới bản nguyên nơi võ đạo phát triển hơn lại phải sử dụng phi thuyền, loại công cụ cổ xưa này? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục cười đáp, nhóc con, điểm này thì cậu không hiểu rồi. Rốt cuộc là vì sao? Cậu suy nghĩ kỹ càng lại xem, Tháp Càn Khôn Chấn Ngục một câu vạch trúng đích. Nếu thiết lập truyền tống trận, người từ các lục địa xa xôi hơn sẽ điên cuồng di chuyển về khu vực lân cận Thiên Giai Đảo. Vậy tài nguyên gần Thiên Giai Đảo có đủ không? Nhất định sẽ dấy lên cảnh tranh cướp giữa những người tu võ. Phi thuyền có thể giữ chân những người tu võ đó ở bên ngoài tinh vực ở một mức độ nào đó. Rồi lợi dụng cuộc chiến thiên giai, thu phục hết thảy thiên tài, để cho những người tu võ bình thường tự sinh tự diệt là được. Thân thể Diệp Bắc Minh hơi chấn động, đây không phải giống như xã hội hiện tại sao? Các thành phố lớn thu hút nhân tài và tuyển chọn nhân tài qua thi cử, trong khi người dân bình thường vẫn dậm chân tại những khu vực lạc hậu. Nhóc con, cậu biết quá nhiều rồi đó. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục cười xòa, tôi chỉ có thể nói, mọi sự thay đổi không thể thoát khỏi dính líu tới tông phái. Khi Diệp Bắc Minh rời khỏi đảo Thiên Hỏa trở lại thành Thiên Giao thì Nghê Hoàng sớm đã rời đi. Khi tới được bến phà để đón phi thuyền thì lại được biết rằng chuyến sớm nhất tới lục địa linh mục phải 10 ngày sau mới khởi hành. Không kịp rồi. Cô đường không đợi được lâu như vậy. Sắc mặt Diệp Bắc Minh âm trầm, ngước đầu nhìn về phía đảo Thiên Giai, xem ra chỉ có thể tìm cô ấy giúp đỡ thôi. Tại nơi sâu thẳm trong nhà họ Vương, Vương Quỳnh vừa vuốt mái tóc đen dài của mình vừa nhìn sổ sách của nhà họ Vương trong tay. Bàn tay nhanh nhẹn phê duyệt từng mục, bỗng nhiên, đôi mắt đẹp của Vương Quỳnh khẽ động, quát một tiếng nhưng vẫn không mất đi nét yêu kiều vốn có, ai? Cút ra đây, tay thon với vào không trung. Một thanh kiếm cực kỳ lộng lẫy liền xuất hiện trong tay cô ta, nhanh như gió đâm vào khoảng không. Đinh, thanh kiếm dừng lại giữa không trung, như thể đâm trúng vào một tảng đá cứng chắn không thể phá hủy. Hư không truyền đến một trận dao động, một người thanh niên kiêu ngạo đứng trước mặt Vương Quỳnh, năm ngón tay vẫn đang nắm chặt thanh bảo kiếm của cô ta, cô Vương, vừa gặp liền muốn giết tôi à? Hình như chúng ta đâu có thù hằn gì. Cậu Diệp, mắt đẹp của Vương Quỳnh co rúm lại, mang theo một tia kinh ngạc, anh. Sao anh lại tới đây? Người này không ai khác chính là Diệp Bắc Minh. Cô chủ, xảy ra chuyện gì sao ạ? Bên ngoài gian phòng truyền tới tiếng động. Vương Quỳnh bình thản đáp, không có việc gì, lui xuống đi. Vâng, người bên ngoài cung kính rời đi. Vương Quỳnh lúc này mới ngạc nhiên hỏi, cậu Diệp, ngọn gió nào đưa anh tới đây vậy? Diệp Bắc Minh lắc đầu, tôi có chuyện muốn nhờ cô giúp đỡ, vốn dĩ cũng muốn kêu người bên ngoài bẩm báo với cô một tiếng. Nhưng họ lại nói cô quá bận rộn. Không muốn thông báo giúp tôi nên tôi liền tự mình xông vào đây. Vương Quỳnh càng thêm ngỡ ngàng rồi. Cô ta nhìn Diệp Bắc Minh một cái thật sâu. Với sức phòng ngự của nhà họ Vương,
vậy mà có người có thể thần không biết quỷ không hay xuất hiện trước mặt cô ta. Thực lực của người trước mắt này thật quá đáng sợ. Cậu Diệp, có chuyện gì cần tôi giúp đỡ sao? Vương Quỳnh mỉm cười hỏi. Diệp Bắc Minh không hề giấu giếm, trực tiếp nói ra mục đích chuyến đi của mình. Tôi muốn tới Đại Lục Linh Mộc, nhưng phi thuyền thuộc nhà họ Vương các cô chỉ có chuyến sớm nhất vào 10 ngày sau, tôi không thể đợi được tới lúc đó. Cho nên muốn nhờ cô sắp xếp giúp tôi một chiếc phi thuyền. Nghe vậy Vương Quỳnh chỉ lắc đầu, số lần phi thuyền bay đã được quy định sẵn, e rằng không có cách nào tùy ý sửa đổi. Vậy à, Diệp Bắc Minh nhíu mày, nhưng Vương Quỳnh lại nở một nụ cười ngọt ngào, tuy nhiên, phi thuyền độc quyền của tôi có thể xuất phát bất cứ lúc nào. Cậu Diệp, cậy thấy có ổn không? 72 đảo thiên giai, nhà họ Sở. Bẩm cậu chủ, sau khi tới dị hỏa tông Diệp Bắc Minh không nán lại lâu liền rời khỏi, tiếp đó lại tới quảng trường thiên giai để nghe ngóng về phi thuyền tới Đại Lục Linh Mộc, một ông già quỳ một chân xuống đất thưa. Đại Lục Linh Mộc, Sở Nguyên Bá híp mắt nghiền ngẫm, vừa vươn tay một tấm bản đồ của thế giới bản nguyên liền từ từ mở ra. Trong giây lát ánh mắt liền khóa chặt vào một lục địa ở rìa thế giới bản nguyên. Nơi này rất gần tinh vực hoang vu rồi. Tên nhãi đó muốn tới Đại Lục Linh Mộc làm gì đây? Cái này, lão nô không rõ, ông lão lắc đầu, tên nhãi này dường như đang rất vội, 10 ngày cũng đợi không nổi. Sau đó lại trở về đảo Thiên Giai, tựa hồ là tìm tới nhà họ Vương rồi. Nhà họ Vương, Sở Nguyên Bá cười tâu toét, tiếng tăm trước mắt của tên nhãi này rất lớn, muốn diệt trừ hắn ở đảo Thiên Giai khá phiền toái. Vậy thì ở Đại Lục Linh Mộc đi, dù sao chúng ta cũng đã triệt để trở mặt rồi. Vị trí thứ nhất tại cuộc chiến thiên giai của hắn bây giờ không có uy hiếp gì với tôi nhưng tương lai thì chưa chắc. Nhổ cỏ nhổ tận gốc, giết càng sớm càng tốt. Một ngày hắn còn chưa chết, thì tôi vẫn luôn có cảm giác hắn sẽ tới báo thù. Cùng lúc đó, nhà họ Đường ở Đại Lục Linh Mộc. Đường Lạc Âm quỳ gối trước của lớn nhà họ Đường, mặc cho mưa lớn xối xả rơi trên người, nước mắt hòa theo mưa, xin các người, cho tôi vào gặp ông nội lần cuối, làm ơn đi mà. Đường Lạc Âm. Cô còn có mặt mũi mà quay về à? Loại người mang lại vận xui như cô, nếu không vì cô, sao lão gia có thể tức chết chứ? Hạ nhân nhà họ Đường dùng những lời lẽ khó nghe mắng mỏ cô. Lúc này, một người phụ nữ mặc hiếu phục bước ra từ cửa lớn, đứng trên bậc thang lạnh lùng nhìn Đường Lạc Âm, lúc còn sống, ông nội cưng chiều cô nhất. Cô biết rõ sức khỏe ông nội không tốt, vì sao còn khiến ông ấy tức giận? Nếu không phải cô khiến ông nội tức đến nỗi nôn ra máu, thì làm sao ông ấy lại chết chứ? Cô phải biết rằng, ông nội đã bị cô làm cho tức chết. Đường Lạc Âm cúi đầu, cắn chặt môi đỏ nói, chị Vận, tôi xin lỗi, tôi thật sự không biết. Đôi mắt đỏ hoe, cô ta nằm mơ cũng không ngờ rằng, ông nội đã đột ngột qua đời vào ngày thứ hai cô ta rời khỏi gia tộc. Khi trở về Đại Lục Linh Mộc, thi thể của ông nội đã nằm đó được nửa tháng. Hôm nay là ngày hạ huyệt. Hừ, Đường Vận cười lạnh, xin lỗi có tác dụng gì? Đường Lạc Âm ngẩng đầu, hai mắt đỏ ngầu, chị Đường Vận, em cầu xin chị, xin cho em được nhìn ông nội lần cuối. Em dã không còn sống được bao lâu nữa, chỉ cần chị đồng ý, chị muốn gì em cũng làm theo. Đường Vận cười đầy ẩn ý, cô có chắc sẽ đồng ý với tôi mọi chuyện không? Đường Lạc Âm khẳng định chắc nịch, chắc chắn. Ánh mắt Đường Vận trầm xuống, cười đều nhìn Đường Lạc Âm nói, tổ tiên của nhà họ Đường có truyền lại một trái tim thất khiếu linh lung, khi xưa ông nội bất chấp tất cả đưa nó cho cô. Nói là giúp loại người có linh hồn tàn phế như cô kéo dài sinh mệnh, đáng tiếc cô lại không biết trân trọng nó. Nếu như cô đã không sống được mấy ngày nữa, vậy thì trái tim thất khiếu linh lung đương nhiên phải trả lại cho nhà họ Đường. Giao trái tim thất khiếu linh lung ra, tôi sẽ nhân từ mà cho cô gặp ông nội lần cuối. Được, Đường Lạc Âm không chút do dự, giơ tay hướng về phía ngực mình, trực tiếp xuyên tay vào ngực, năm ngón tay nắm chặt. Lấy ra một trái tim còn đẫm máu ngay tại chỗ. Một cỗ ánh sáng thần thánh tỏa ra, trái tim thất khiếu linh lung, Đường Vận hưng phấn suýt chút nữa đã nhảy dựng lên, nhìn chằm chằm vào trái tim trên tay Đường Lạc Âm, đưa nó cho tôi, nhanh lên. Sắc mặt Đường Lạc Âm tái nhợt, khóe miệng không ngừng chảy máu, tôi muốn gặp ông nội lần cuối. Đường Vận, tôi biết cô là loại người gì, nếu không dẫn tôi đi gặp ông nội, tôi sẽ lập tức bóp nát trái tim thất khiếu linh lung, cả đời cô cũng đừng mong có được nó. Cô, Đường Vận đè nén lửa giận trong lòng. Lộ ra một nụ cười nói, Lạc Âm, chị sẽ không lừa em đâu. Mở cửa, để cô ta đến linh đường của lão gia. Cửa lớn mở ra, Đường Lạc Âm lảo đảo đứng dậy, khó khăn bước vào nhà họ Đường. Đi thẳng đến một linh đường, Đường Vận ngăn cô ta lại, thi thể ông nội ở bên trong, giao thất khiếu linh lung cho tôi. Đường Lạc Âm ném thẳng trái tim thất khiếu linh lung ra ngoài,
lao vào trong linh đường nơi đặt quan tài, ông nội, Lạc Âm bất hiếu, cháu về muộn rồi. Bịch, cô quỳ mạnh xuống đất, liên tục lạy chín lạy. Ha ha ha, cháu gái ngoan của ông, trở về đúng lúc lắm, trong quan tài vang lên một giọng nói. Ông không phải ông nội. Đường Lạc Âm ngẩng đầu, kinh hãi nhìn vào quan tài. Giây tiếp theo, một lão giả từ trong quan tài chậm rãi ngồi dậy, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, cái gì? Nhị gia gia thì không phải là ông nội nữa à? Đường Lạc Âm kinh ngạc, Đường Vu Cửu, đồ phản bội như ông lại dám quay trở về nhà họ Đường. Ha ha ha, ông nội Vu Cửu sao lại không thể trở về, Đường Vận mỉm cười đi vào linh đường. Đường Lạc Âm lập tức phản ứng lại, là cô để ông ta trở về sao? Nếu ông nội còn sống, nhất định sẽ không bao giờ đồng ý. Đường Vu Cửu nhếch miệng cười, vậy nên, chúng ta để cho ông ta chết đó. Cái gì, thân thể mảnh khảnh của Đường Lạc Âm khẽ rung, khuôn mặt xinh đẹp không nhịn được mà run lên. Đôi mắt càng lúc càng đỏ ngầu, là các người đã giết chết ông nội. Đường Vận vẻ mặt ghen ghét nói, lõa già đó không đồng ý cho tao tiếp quản nhà họ Đường, và lại còn đưa tất cả tài nguyên cho mày. Đến trái tim thất khiếu linh lung cũng đưa cho mày nốt, mày cho rằng Đường Vận tao kém mày ở chỗ nào. Cho nên ông nội Vu Cửu mới dùng một chút thủ đoạn, trực tiếp khiến lão già đó thần hồn tiêu tán. Lúc chết lão ta vẫn gọi tên mày đấy. Nghe vậy, con mắt Đường Lạc Âm gần như muốn nổ tung. Cô hét lên, ông nội, tôi liều mạng với các người. Toàn bộ sức mạnh bùng phát, lao về phía Đường Vận. Đường Vận giơ tay lên, một cỗ sức mạnh chấn Đường Lạc Âm bay ra xa, phun ra một ngụm máu tươi. Vừa định bò dậy, cô ta đã dùng một chân dẫm lên vết thương trên ngực Đường Lạc Âm. Một loại đau đớn đến xé tim ập tới. Loại phế vật như mày, lại dám ra tay với tao sao? Mày thật sự cho rằng lão già kia còn có thể bảo vệ mày chắc? Cái đồ không cha không mẹ. Nếu không phải lão già đó bảo vệ mày, tao con mẹ nó đã sớm giết chết mày từ khi còn nhỏ rồi. Sắc mặt Đường Vận trở nên cực kỳ hung dữ, lòng bàn chân điên cuồng dùng sức dẫm xuống, chút bỏ oán hận trong lòng. A, Đường Lạc Âm đau đớn kêu lên, cơ bắp căng cứng, toàn thân co giật. Một khắc sau, ngay cả sức lực để kêu lên cũng không còn nữa, cô nằm trên đất giường như đang hấp hối. Ông nội, cháu xin lỗi, nhàm chán, mày đi chết đi. Đường Vận lắc đầu, chuẩn bị dùng một cước đá nát đầu Đường Lạc Âm. Đột nhiên, Đường Lạc Âm chậm rãi ngẩng đầu lên, trong mắt hiện lên một cỗ sát ý lạnh thấu xương, linh hồn bản tôn có chút vấn đề trong lúc tu luyện, khó khăn lắm mới tìm được thân thể thích hợp để tái sinh. Muốn hủy nó à, đi chết đi, Đường Lạc Âm giơ tay lên nắm lấy chân Đường Vận. Đột ngột dùng sức, dẹt, một bên đùi của Đường Vận bị xé rách ngay tại chỗ, cô ta đau đớn nằm bò trên đất, á. Mày là loại quái vật gì? Ông nội Vu Cửu, mau cứu cháu. Đường Vu Cửu cũng giật mình. Không biết tại sao Đường Lạc Âm đột nhiên lại bộc phát ra sát khí đáng sợ đến vậy. Đường Vu Cửu bước tới trước chắn trước mặt Đường Vận, mày là cái thá gì, lại dám. Phụt, Đường Lạc Âm đấm ra. Đường Vu Cửu đến tư cách phản kháng cũng không có, hóa thành xương máu tại chỗ. Ông nội Vu Cửu, Đường Vận sửng sốt, bất lực nhìn một bàn tay kia đang hạ xuống, biến thành một mảng xương máu. Đường Lạc Âm gầm lên, tất cả đều phải chết. Một cỗ sức mạnh khủng bố kinh người quét ra, hàng trăm ngàn người trong ngoài nhà họ Đường đều bị chấn thành xương máu, thần hồn tiêu diệt. Trái tim thất khiếu linh lung, làm xong tất cả mọi chuyện, Đường Lạc Âm giơ tay lên, nắm lấy trái tim thất khiếu linh lung dưới đất, đặt nó trở lại vị trí trái tim. Sau đó cô ta nghiêng đầu, hoàn toàn rơi vào hôn mê. Giây tiếp theo, xương máu của hàng trăm nghìn người quanh đó tụ lại, hướng về phía Đường Lạc Âm. Diệp Bắc Minh vừa đến Đại Lục Linh Mộc, anh đã nhìn thấy một dòng huyết khí xông lên trời, sau đó tan vào thiên khung. Đây là cái gì? Sát khí này thật đáng sợ. Mí mắt Diệp Bắc Minh giật giật, Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nhắc nhở, nhóc con, đó là phương hướng nhà Đường Lạc Âm. Cái gì? Sắc mặt Diệp Bắc Minh đại biến, nhanh chóng bay về phía nhà họ Đường. Đợi đến khi tới nhà họ Đường, anh bị cảnh trước mắt dọa cho kinh hãi. Trời đất, phải chết bao nhiêu người mới có nhiều máu tươi đến vậy, thân thể mềm mại của Vương Quỳnh run lên. Toàn bộ nhà họ Đường sớm đã bị máu tươi bao phủ. Đại sảnh cũng bị máu nhấn chìm, không khí tràn ngập mùi tanh của máu, giống như địa ngục trần gian vậy. Nhóc con, Đường Lạc Âm ở sâu trong bên trong, hô hấp không ổn định. Diệp Bắc Minh mở ra đôi mắt thần ma, nhìn thấy Đường Lạc Âm trong đại sảnh thông qua dòng máu tươi. Thân thể cô ta phát ra một loại tử khí lạnh buốt. Có thể chết bất cứ lúc nào. Diệp Bắc Minh mặc kệ tất cả, lao vào dòng máu ở đại sảnh, đến trước người Đường Lạc Âm, cô Đường, cô sao vậy? Anh giơ tay định nắm lấy. Dám động vào ta, chết.
Một giọng nói vô cảm vang lên. Đường Lạc Âm giơ tay ra đòn, trực tiếp đánh về phía lồng ngực Diệp Bắc Minh. Cô không phải cô Đường, cô là ai? Diệp Bắc Minh sầm mặt, đấm trả. Bùm, khoảnh khắc nắm đấm của họ chạm vào nhau, một luồng năng lượng bùng nổ, máu tươi xung quanh lập tức bốc hơi, hòa trộn thành một làn xương máu. Đôi mắt vô cảm của Đường Lạc Âm xẹt qua một tia kinh ngạc, là anh. Anh vậy mà cũng thành công rồi. Không đúng, anh cũng thiếu mất một hồn một phách giống tôi. Diệp Bắc Minh cau mày, cô là ai? Cô biết tôi sao? Ha ha, Đường Lạc Âm lắc đầu cười lạnh, đừng giả vờ nữa. Anh còn chưa nhận ra tôi à? Diệp Bắc Minh lạnh lùng lắc đầu, tôi mặc kệ cô là ai, cũng không rảnh chơi giải đố với cô. Lập tức cút ra khỏi cơ thể cô Đường cho tôi. Nếu không, chết, Đường Lạc Âm phá lên cười. Ha ha ha, đây vốn dĩ là cơ thể của tôi, sao phải cút ra ngoài? Ngược lại là anh, dường như đã quên đi ký ức trước kia. Nếu đã như vậy, tôi liền nuốt chửng anh, có thể tăng cường cực nhiều cho tu vi của tôi. Xung quanh Đường Lạc Âm cuộn trào huyết khí. Năm ngón tay thon nhỏ như cọng hành chộp vào trong không trung, huyết khí ngập trời lập tức ngưng tụ thành một thanh kiếm máu. Từng trận kiếm ngâm kêu lên, giống như một thanh kiếm hủy diệt thế giới. Kiếm ý thật khủng bố, cô lựa chọn con đường kiếm đạo, ánh mắt Diệp Bắc Minh trở nên nghiêm túc. Thanh kiếm này vượt trội hơn nhiều so với sư phụ kiếm chủ bất diệt của anh. Thậm chí, ngay cả bản thân anh cũng không thể giải phóng ra loại kiếm ý này. Không thể chống cự, chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Đường Lạc Âm buồn cười lắc đầu, loại kiếm ý này còn cần phải chuyên tâm theo con đường kiếm đạo. Kiến thức của anh đều chạy đi đâu hết rồi. Này, không đúng, không lẽ anh thực sự mất trí nhớ à? Còn không đợi Diệp Bắc Minh trả lời. Đột nhiên, đã bắt đầu đánh nhau rồi à? Nhộn nhịp quá mà, mùi máu tươi nồng nặc quá, không lẽ các người không biết tôi ghét nhất mùi máu sao? Lời này vừa vang, 10 bóng người liền bay cực nhanh từ phía xa tới. Vừa nhìn thấy người cầm đầu, Vương Quỳnh liền sửng sốt. Cậu Sở, sao cậu lại tới đây? Sở Nguyên Bá nở nụ cười đầy hung ác, Vương Quỳnh, cô làm tốt lắm. Cô rõ ràng biết tôi muốn dồn tên nhãi này chỗ chết, vậy mà còn dám giúp đỡ hắn. Dứt lời Sở Nguyên Bá liền bước tới, tùy tiện vươn tay bóp chặt lấy chiếc cổ thanh tú của Vương Quỳnh. Gương mặt xinh đẹp của Vương Quỳnh lập tức tái nhợt, cậu Sở tôi. Sở Nguyên Bá buông lỏng cần cổ của cô ta, ngang tàng vỗ lên khuôn mặt trắng nõn của Vương Quỳnh, nói, nhưng mà không sao, cũng tốt. Đều là nhờ vào cô. Nếu không phải cô mang tên nhãi đó rời khỏi đảo Thiên Giai, thì tôi cũng không có cơ hội giết hắn. Chỉ một cái liếc mắt, hơn 10 ông lão mà hắn dẫn theo nhau nhau tản đi, bao vây hai người Diệp Bắc Minh cùng Đường Lạc Âm tới giọt nước không lọt. Một khí tức chưa từng thấy trước đây bao trùm lấy tất cả. Cảnh giới này là, sắc mặt Diệp Bắc Minh âm trầm như nước. Ánh mắt Đường Lạc Âm lạnh như băng, 17 tên trên cảnh giới ngộ đạo. Cảnh giới hợp đạo sơ kỳ. Hừ. Cảnh giới hợp đạo, Vương Quỳnh hít ngược một ngụm khí lạnh, cả người không còn sức lực, mềm nhũn ngã phịch xuống đất. Cảnh giới hợp đạo, cho dù chỉ là sơ kỳ, cũng đã là sự tồn tại của cấp trưởng lão bình thường của mỗi tông môn lớn của 72 đảo rồi. Thoáng chốc cùng lúc đến 17 người, Sở Nguyên Bá quét mắt nhìn Đường Lạc Âm, cô ngược lại có chút kiến thức đó. Tên nhãi này khiến tôi vô cùng bất an, cảnh giới ngộ đạo chưa chắc đã có thể giết chết hắn. Ngộ lỡ hắn trốn thoát, hậu hoạn đúng là khôn lường. Nhưng cảnh giới hợp đạo thì khác, 17 cao thủ cảnh giới hợp đạo xem tên nhãi này chạy đi đâu. Đôi mắt Diệp Bắc Minh đã lạnh lẽo đến cực điểm, anh nhanh chóng truyền âm, tiểu tháp, với thực lực hiện tại của tôi có thể đánh bại người ở cảnh giới hợp đạo không? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nói, sử dụng kiếm Càn Khôn Chấn Ngục có thể đánh bại 10 tên hợp đạo. Nếu tôi ra tay có thể giết chết tất cả bọn họ, nhưng hậu quả của việc này chính là sẽ hoàn toàn bộc lộ hơi thở. Đôi mày Diệp Bắc Minh nhíu nhặt không buông. Nếu ra tay một lần, xóa sạch mọi thứ thì sao? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục suy nghĩ một hồi, nếu cậu không sợ thì có thể thử xem sao. Đột nhiên, Diệp Bắc Minh, tôi vừa thức tỉnh, còn chưa đủ sức mạnh để chém giết 17 tên hợp đạo này. Tôi tin chắc rằng thực lực của anh cũng không đủ, hay là chúng ta hợp tác đi. Đường Lạc Âm lạnh lùng quay đầu, Diệp Bắc Minh vẫn chưa trả lời. Nhưng Sở Nguyên Bá bên kia đã ôm bụng cười ngặt nghẽo đến run rẩy cả người, gần như cười ra nước mắt, ha ha ha. Hợp tác, ha ha ha, buồn cười chết mất thôi. Các người hợp tác liền có thể đánh bại 17 người ở cảnh giới hợp đạo sao? Tôi thực sự rất muốn nhìn xem, các người rốt cuộc có thực lực này hay không? Diệp Bắc Minh không để ý tới phản ứng của Sở Nguyên Bá. Anh chỉ gật đầu, được, anh vươn tay chỉ vào 10 ông lão cảnh giới hợp đạo bên trái, 10 người này tôi lo, còn lại cô đối phó đi.
Đường Lạc Âm phì cười, anh có thể đối phó với 10 người. Không cần chia 2 người cho tôi à? Nói nhảm ít thôi, Diệp Bắc Minh lắc đầu. Sở Nguyên Bá trợn trừng trừng hai mắt, các người đang nói nghiêm túc đấy à? Giết, Diệp Bắc Minh thấp giọng quát một tiếng, năm ngón tay chụp vào không khí. Một thanh kiếm với hình dáng đơn giản, toàn thân phủ một màu đen kịt liền xuất hiện trong tay anh. Thân kiếm uốn lượn một con rồng sống động như thật, như thể nó đang cử động trên thanh kiếm vậy. Khoảnh khắc nhìn thấy thanh kiếm này, tim gan 17 ông lão hợp đảo như thắt lại, luồng khí tử vong xâm nhập sâu vào tâm hồn họ. Một kiếm bổ tới, một con huyết long lao ra, cả không gian nổ tung tại chỗ. Được, xem ai giết nhanh hơn. Đường Lạc Âm cười nhạt, bảo kiếm ngưng kết từ huyết khí trong tay gầm vang, kiếm ý cuồn cuộn ngất trời quét về phía 7 ông lão. Muốn chết, các người coi cảnh giới hợp đạo thành cái gì rồi? 17 cảnh giới hợp đạo phẫn nộ. Họ mang theo cơn thịnh nộ ngút trời vây công hai người họ, khi cảnh giới hợp đạo đầu tiên chạm vào kiếm càn khôn chấn ngục. Phụt, một làn xương máu nổ tung, biến mất ngay tại chỗ. Ông Kim, trong con người Sở Nguyên Bá tràn đầy kinh hãi, bị dọa đến mức da đầu tê dại, trái tim gần bị ai đó bóp nát. Cảnh giới hợp đạo, đây thế nhưng là cảnh giới hợp đạo đó. Mẹ nó, khốn kiếp, Vương Quỳnh cũng sợ hãi ngồi bệt dưới đất, thân thể mảnh khảnh không ngừng run rẩy. Thực lực của anh xa sút quá nhiều rồi đó, giết một tên cảnh giới hợp đạo cũng phải dựa vào thanh kiếm này. Đường Lạc Âm khinh thường lắc đầu, thanh kiếm ngưng tụ từ xương máu trong tay chém ra ngoài như sao băng xẹt qua. Bùm, một ông già có tròm râu dê nổ tung tại chỗ. Trái tim Sở Nguyên Bá cũng theo đó đau thắt lại, trời ơi, lại tổn thất một cảnh giới hợp đạo nữa. Trước ánh mắt kinh hoàng của Sở Nguyên Bá, Diệp Bắc Minh xông vào trong đám người, tiếng rồng ngâm không ngừng vang lên. Dưới sự công kích của anh, cảnh giới hợp đạo vậy mà không chịu nổi quá 3 chiêu. Cô gái kia còn đáng sợ hơn, cầm một thanh kiếm ngưng kết từ xương máu và điên cuồng chặt đầu người giống như một vị thần chết vậy. Chưa đầy 15 phút, Sở Nguyên Bá đã hoàn toàn chết lặng, 17 cảnh giới hợp đạo sơ kỳ hắn đưa tới. Tất cả đều bỏ mạng rồi. Đường Lạc Âm cười nhạt, anh giết 9 người, tôi giết 8 người. Nhưng anh tấn công trước, chúng ta coi như hòa. Diệp Bắc Minh không quan tâm tới cô ta. Ánh mắt anh ghim chặt lên người Sở Nguyên Bá, dạo từng bước đi tới. Anh đừng đến đây, đạo tâm của Sở Nguyên Bá gần như sụp đổ. Đây là loại quái vật gì vậy? Cảnh giới hợp đạo không phải là nhập đạo cảnh, cũng không phải là ngộ đạo. Đây là cảnh giới hợp đạo đó. Tên nhãi này vậy mà hạ gục được cảnh giới hợp đạo. Hơn nữa còn lấy một địch chín. Đúng là không hợp lẽ thường. Diệp Bắc Minh tựa hồ không nghe thấy gì mà tiếp tục đi về phía Sở Nguyên Bá. Có nhiều người muốn giết tôi lắm, anh quả thực rất ổn. 17 cảnh giới hợp đạo thực sự xém chút đã đe dọa được tới tôi rồi. Sở Nguyên Bá đổ mồ hôi đầm đìa, không ngừng nuốt nước miếng. Cậu Diệp, tôi xin thề sau này sẽ không tìm anh gây phiền phức nữa. Chỉ cần anh tha cho tôi, bây giờ tôi liền thề. Muộn rồi, sát ý của Diệp Bắc Minh dâng cao. Bỗng nhiên, từ phía sau vang lên một giọng nói trong trẻo. Diệp Bắc Minh, tiếp thử một kiếm của tôi xem. Thanh kiếm máu trong tay Đường Lạc Âm không báo trước chém xuống. Một loại cảm giác nguy cơ cực kỳ khủng bố truyền đến, Diệp Bắc Minh cấp tốc quay người lại. Anh đưa tay đón một chiêu này, giây phút hai thanh kiếm va chạm vào nhau, một sức mạnh cực kỳ khủng khiếp lan tràn tứ phía. Bầu trời như sụp đổ. Kiến trúc Đường ra lập tức bị chôn vùi, toàn bộ không gian xung quanh cũng bị phá vỡ. Một lỗ đen khổng lồ xuất hiện và nuốt chửng mọi thứ. Trời ơi! Sở Nguyên Bá giống như phát điên dùng hết sức lực co chân chạy về hướng ngoại giới. Vương Quỳnh thậm chí còn bóp nát một miếng huyết ngọc đeo trên cổ, một mảnh tàn hồn của một ông lão liền lao ra, Quỳnh Nhi, đã xảy ra chuyện gì vậy? Không hay rồi, không gian sụp đổ, mau chóng rời đi. Tàn hồn của ông lão tóm lấy Vương Quỳnh, nhanh chóng rút lui. Cuối cùng, Sở Nguyên Bá và Vương Quỳnh đứng ở ngoài ngàn dặm, kinh hãi nhìn hố đen khổng lồ trước mắt. Mọi thứ đều bị nuốt chửng. Hai người họ suýt chết trong đó. Không biết qua bao lâu, hố đen cuối cùng cũng biến mất. Một cái hố đáng sợ xuất hiện trên mặt đất. Diệp Bắc Minh cùng Đường Lạc Âm sớm đã biến mất không còn tăm hơi. Sở Nguyên Bá không ngừng nuốt khan, người phụ nữ này điên thật rồi. Một chiêu này vậy mà hủy diệt cả không gian, tạo thành một hố đen lớn. Bọn họ bị không gian nuốt chửng, chết chắc rồi. Trong nháy mắt hư không bị tiêu diệt, một cỗ áp lực không thể kháng cự ập đến. Diệp Bắc Minh cảm thấy trước mắt tối sầm, đột nhiên xuất hiện ở một khoảng không gian khác, bốn bề tối đen như mực. Không có ánh sáng, không có lỗ hổng, cũng không có đất liền. Thân thể cứ thế lơ lửng trong không trung, tựa như mọi thứ đều không tồn tại vậy. Diệp Bắc Minh kinh hãi,
Tiểu tháp, đây là đâu? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục bất lực trả lời, nhóc con, hiện tại cậu đang ở trong khe nứt của một không gian khác. Sức mạnh của một đòn vừa rồi quá lớn, mạnh đến mức khiến không gian sụp đổ, cậu và Đường Lạc Âm đều bị hút vào bên trong. Diệp Bắc Minh cau mày, tiểu tháp, có cách nào để ra ngoài không? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục trả lời, đầu tiên, cậu cần phải biết, không gian có rất nhiều tầng. Một đòn vừa rồi của cậu và Đường Lạc Âm mở ra tầng không gian nào, tạm thời vẫn chưa biết được. Cho dù bổn tháp có xé nát một tầng không gian cho cậu, cũng không chắc cậu sẽ về lại được thế giới bản nguyên. Ngược lại, cậu rất có thể sẽ càng lúc càng mất phương hướng. Cách tốt nhất chính là tìm thấy Đường Lạc Âm, lặp lại một kích vừa rồi, một lần nữa xé rách vết nứt không gian mới có thể quay về thế giới bản nguyên. Khóe miệng Diệp Bắc Minh giật giật, chúng ta bị hút vào khe nứt không gian, còn có thể tìm thấy cô ấy không? Cô ta ở bên trái của cậu, cách đây 5.000 dặm. Ánh mắt Diệp Bắc Minh khẽ động, nhanh chóng bay về phía Đường Lạc Âm. Không lâu sau, phía trước xuất hiện một tia sáng nhàn nhạt. Ánh sáng bao trùm một bóng người mờ mịt, là Đường Lạc Âm đang ngồi khoanh chân chữa trị thương thế, ngực cô bị máu tươi nhuộm đỏ. Hơi thở có chút yếu ớt, nhìn có vẻ bị thương không nhẹ. Nhìn thấy Diệp Bắc Minh đang bay tới, Đường Lạc Âm mở mắt ra, anh vẫn chưa chết à? Mạng khá lớn đấy. Diệp Bắc Minh trừng mắt lên nhìn Diệp Bắc Minh, cô còn tâm tư nói khái tôi à, nếu không phải tại cô, làm sao tôi có thể bị hút vào khe nứt không gian này chứ? Cách duy nhất bây giờ là cô phải giao đấu với tôi một lần nữa. Có lẽ chúng ta có thể đánh một kích vào không gian, trở về thế giới bản nguyên. Đường Lạc Âm cười cợt nhìn Diệp Bắc Minh, tại sao tôi lại phải ra tay một lần nữa? Thế giới bản nguyên đối với tôi không còn gì để lưu luyến nữa. Ở lại khe nứt không gian này, thật ra cũng không tồi. Hơn nữa, một đòn vừa rồi đã khiến thần hồn của tôi bị thương, không còn có thể bạo phát ra sức mạnh như trước nữa. Diệp Bắc Minh cũng lười nói nhảm với cô ta, kiếm Càn Khôn Trấn Ngục xuất hiện trong tay. Rào, tiếng rồng ngâm vang vọng trong hư không, ánh sáng đỏ như máu phát ra. Đường Lạc Âm vội vã nói, Diệp Bắc Minh, anh điên rồi. Tôi thật sự không thể ngăn lại một kiếm này đâu. Mau dừng tay, ánh mắt Diệp Bắc Minh lạnh lùng, không chút động lòng. Một con huyết long lao nhanh về phía Đường Lạc Âm, tốc độ cực kỳ nhanh, khuôn mặt xinh đẹp của Đường Lạc Âm tái nhợt, đôi mắt híp lại, vậy mà lại có không bất cứ dấu hiệu phản kháng nào. Cô ta dang rộng hai tay, im lặng chờ đợi huyết long lao đến. Diệp Bắc Minh lạnh lùng nhìn một màn này. Ngay khi con huyết long còn cách Đường Lạc Âm 10 mét, Đường Lạc Âm vẫn không có dấu hiệu né tránh. Mẹ kiếp, Diệp Bắc Minh gầm lên tức giận, anh xuất hiện trước mặt Đường Lạc Âm, chém ra một kiếm. Hai con huyết long va chạm vào nhau và phát nổ, năng lượng xung quanh kịch liệt dao động, không gian lại mở ra một khe nứt, nhưng lại không phải là thế giới bản nguyên. Diệp Bắc Minh tức giận, cô thật sự không sợ chết sao? Tại sao không ra tay? Đường Lạc Âm trợn mắt không nói nên lời, tôi đã nói rồi, thần hồn của tôi bị thương tổn, không phải là đối thủ của anh. Một kiếm vừa rồi đến cảnh giới hợp đạo còn chết, làm sao một người phụ nữ yếu đuối như tôi đỡ nổi? Muốn rời khỏi nơi đây? Thần hồn của tôi cần 100 năm mới có thể hồi phục. Diệp Bắc Minh gầm lên, đừng giả vờ nữa. Lời của cô không câu nào là thật cả. Ai có thời gian ở đây mà chờ cô 100 năm nữa? Nếu anh không tin, thì cứ giết tôi đi. Đường Lạc Âm đưa cần cổ thanh tú ra, một bộ dạng tùy ý người chém giết vậy. Cô cho rằng tôi không dám à? Diệp Bắc Minh giơ tay nắm lấy cổ của Đường Lạc Âm. Một cỗ khí tức ngột ngạt ập đến. Đường Lạc Âm nhắm chặt mắt lại, chết có gì đáng sợ. Cùng lắm thì tôi lựa chọn người khác để đầu thai thôi. Thật đáng tiếc cho cơ thể của cô gái này. Diệp Bắc Minh tức giận, đè Đường Lạc Âm lại, ép cô ta quỳ xuống. Uốn người cô ta cong như một con tôm. Bịch, một cái tát giáng mạnh xuống người Đường Lạc Âm. Hai ngọn núi phía trước rung chuyển dữ dội. A, giọng nói của Đường Lạc Âm run rẩy. Trong cơ thể của cô gái này toát ra một cảm giác tê dại. Cô ta đỏ mặt ngượng ngùng ngẩng đầu lên trừng mắt với Diệp Bắc Minh. Anh dám làm vậy với tôi? Ánh mắt Diệp Bắc Minh lạnh lùng, nếu như cô không nói cho tôi biết làm thế nào để rời khỏi đây, tôi sẽ đánh cho đến khi nào cô nói ra mới thôi. Bịch, a, bốp, a, đừng, sau mấy cái tát liên tiếp, Đường Lạc Âm vừa xấu hổ vừa tức giận, cứ như có một dòng điện chạy qua cơ thể yêu kiều của cô ta. Diệp Bắc Minh, sao anh lại dám? Bốp, đừng đánh nữa, lời tôi nói là sự thật. Bốp, thần hồn hồi phục vốn đã chậm, 100 năm là nhanh lắm rồi, đừng đánh nữa. Bốp. Diệp Bắc Minh lại tát thêm mấy cái nữa, lần này Đường Lạc Âm không lên tiếng. Diệp Bắc Minh đang còn cảm thấy kỳ lạ thì, đột nhiên,
một giọng nói quen thuộc vang lên, anh Diệp, sao? Sao anh lại đánh tôi? Đánh chỗ đó, cô Đường, Diệp Bắc Minh bất ngờ, nhanh chóng buông Đường Lạc Âm ra. Nhìn kỹ hơn, khuôn mặt Đường Lạc Âm đỏ bừng, đôi mắt long lanh ngập nước. Cô cúi đầu, nghịch vạt áo của mình, anh Diệp. Nơi này là, tôi, không phải tôi đang ở nhà họ Đường sao? Tại sao anh lại ở đây? Cơ thể cô khẽ run lên, lẽ nào, chúng ta đã chết rồi. Diệp Bắc Minh lập tức hiểu ra, đây là ý thức thật của Đường Lạc Âm, vội vàng giải thích, chúng ta đang ở trong khe nứt không gian, bởi vì vừa rồi tôi và một linh hồn trong khác trong cơ thể cô giao đấu. Khiến cho không gian sụp đổ, tôi và cô đều bị hút vào trong đó. Tôi đánh cô, khụ khụ, là bởi vì thần hồn trong cơ thể cô không nói cho tôi biết cách rời khỏi đây, thế nên tôi đành phải làm vậy. Cô Đường, cô đừng hiểu lầm. Đường Lạc Âm sửng sốt, cuối cùng cũng hiểu được những gì Diệp Bắc Minh nói. Gật đầu, Diệp Bắc Minh lo lắng Đường Lạc Âm không tin, liền bổ sung thêm một câu, cô Đường, những gì tôi nói đều là thật. Đường Lạc Âm ngượng ngùng gật đầu, anh Diệp, tôi tin anh. Bầu không khí giữa hai người có chút xấu hổ. Diệp Bắc Minh vội vàng đổi chủ đề, giơ tay lên không trung. Hoa tam thế xuất hiện trong lòng bàn tay anh. Đây là cái gì? Đường Lạc Âm nghi hoặc hỏi. Diệp Bắc Minh nói, đây là hoa tam thế. Tôi tham gia vào cuộc chiến thiên giai, thành công gia nhập vào dị hỏa tông của đảo thiên giai. Sau đó tôi lại đến đại lục Linh Mộc, chuẩn bị đưa hoa tam thế cho cô. Kết quả phát hiện ra có một thần hồn khác trong thân thể cô ở nhà họ Đường. Sau đó xảy ra một loạt chuyện, tóm lại khi tôi và thần hồn đó giao đấu thì chúng ta đã bị hút vào khe nứt không gian. Anh nói trong một hơi, đôi mắt đẹp của Đường Lạc Âm đỏ lên, thân thể mảnh khảnh khẽ run, cái đó. Anh thật sự lên đảo thiên giai rồi sao? Đúng vậy, Diệp Bắc Minh gật đầu, mũi Đường Lạc Âm có chút chua xót, anh Diệp, sao anh lại tốt với tôi vậy? Hoa tam thế, thật tốt quá, một âm thanh khác từ trên người Đường Lạc Âm vang lên, Diệp Bắc Minh. Nhanh đưa cho tôi dùng, chỉ cần tôi dùng bông hoa này, chỉ cần 10 năm là có thể phục hồi sức mạnh của thần hồn. Đã kịp chuyện chứ các bạn chờ nha, khi đủ tập mình sẽ đăng tiếp. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 111.